Phần thứ hai, ăn chay, hãm mình, hành xác. Đức Giáo Hoàng Leo nói: Các thánh và những người đạo đức từ xưa đến nay, tất cả đều hãm mình, ăn chay, hành hạ thể xác của mình. Khi cha Gioan còn thanh niên đang học Latin, Ngài hãm mình bằng cách ăn cơm với muối, ăn nước canh chứ không ăn thịt cá hay các đồ ăn khác. Những năm cha giúp xứ Ercole, cha bắt chước cha Belli ăn chay, hãm mình, hành hạ thể xác, và khi làm chính xứ Arles, cha càng ăn chay hãm mình, hành xác hơn nữa. Có người thấy cha ăn chay hãm mình quá đáng như thế, thì không hiểu vì sao cha vẫn sống và làm việc nhiều giờ như vậy. Cha ăn chay hãm mình, hành xác trước hết vì cha muốn bắt xác thịt phải vâng phục linh hồn. Cha muốn làm cho nó ra yếu nhược, để không chống cưỡng với linh hồn được. Lý do thứ hai cha ăn chay hãm mình, phạt xác là để đền tội. Cha dâng thân xác ra làm của lễ cho Thiên Chúa, để xin người tha tội cho con chiên của mình, và soi sáng mở lòng cho họ được ăn năn trở lại, chừa bỏ được tội lỗi. Cha luôn nhớ câu chuyện trong Phúc Âm, khi các thánh tông đồ muốn trừ quỷ ám trong một người kia mà không trừ được, các ngài phải hỏi Chúa Giêsu tại sao không trừ được quỷ ấy. Chúa Giêsu phán: Chúng quỷ này phải cầu nguyện, ăn chay, hãm mình mới trừ được. Cha Gioan Vianney tin thật, các linh mục muốn khuyên giáo dân của mình bỏ đàn tội lỗi, ăn năn trở lại, thì trước hết phải ăn chay, hành xác mình trước đã. Sau này có một cha chánh xứ thấy cha Gioan đã khuyên được giáo dân của mình bỏ đàn tội lỗi, khô khan, ương lười mà trở nên đạo đức, sốt sắng, thì hỏi cha Gioan: Cha có phúc lắm, vì đã lo được cho giáo dân của cha trở nên sốt sắng ngoan đạo. Còn tôi đã khó nhọc làm đủ mọi cách để giáo dân được ăn năn trở lại mà không làm được. Bây giờ tôi ngã lòng không biết làm thế nào nữa. Cha Gioan tiếp: Cha đã làm mọi cách, mọi phương thế cho con chiên bỏ đàn tội lỗi. Vậy cha đã ăn chay, hãm mình, nằm đất hành xác chưa? Cha đã làm phúc bố thí cho người nghèo chưa? Cha có thức khuya dậy sớm cầu nguyện kêu van và hành xác mấy tháng mấy năm rồi? Nếu cha chưa làm những việc ấy thì cha chưa làm mọi việc, chưa dùng hết mọi phương thế để giáo dân ăn năn trở lại. Cha Gioan kể ra bấy nhiêu điều cho vị linh mục kia thấy, những cách mà cha đã dùng đã làm cho bổn đạo xứ Art bỏ đàn tội lỗi, ăn năn trở lại cùng Thiên Chúa. Vì cha Gioan luôn nhớ lời Chúa Giêsu phán cùng với các tông đồ: Dũng quỷ này cần có cầu nguyện, ăn chay mới có thể trừ được. Bởi đó, cha đã ăn chay hãm mình, hành xác trọn đời, nhất là trong 10 năm đầu tiên cha mới nhận xứ Art. Chúng ta không thể kể hết mọi cách ăn chay hãm mình, hành xác của cha, vì Ngài rất khiêm nhường, luôn giấu những điều ấy, chẳng kể cho ai nghe. Sau đây là những điều người ta xem thấy và nhiều người biết, vì cha Gioan không thể giấu được. Cha chỉ ăn mỗi ngày một bữa, và có nhiều khi cha nhịn 3 ngày liền, không ăn một chút gì. Một ngày kia, ông thôn trưởng đến nhà xứ có việc, thấy cha nằm trên giường không sao dậy được. Ông ấy hỏi: Thưa cha bị làm sao mà mặt cha tái mét, không còn chút thần sắc vậy? Cha Gioan đáp: Tôi đói, đã 3 ngày không ăn chút nào, xin ông cứu tôi với. Như đã kể trên, mỗi ngày cha chỉ ăn một bữa, mà bữa ấy có 2-3 củ phai, có khi là 1 củ. Một tuần lễ, cha chỉ luộc 1 nồi khoai để ăn cả tuần.
đến cuối tuần, những củ khoai ấy đã thiêu, đã móc meo rồi, nhưng cha vẫn ăn. Mỗi ngày, vào giờ đánh trưa nguyện kinh truyền tin, cha từ nhà thờ về phòng lấy khoai trong nồi ra ăn, lúc một củ, lúc hai ba củ, nhưng cha không bao giờ ăn đến bốn củ. Cha không ngồi, chỉ đứng mà ăn, mà uống vài ly nước lã, thế là xong bữa. Hết tuần, lại luộc nồi khoai khác. Khi không có khoai, cha ăn bánh tráng hay uống bát nước bột pha loãng, hay bát cháo. Đến lúc tuổi già sức yếu, cha uống thêm một chén cà phê, có khi là một cốc sữa hay một bát chè. Thỉnh thoảng, cha ăn một bát bánh miếng và hai ba miếng thịt để vâng lời bề trên buộc phải giảm bớt việc ăn chay, hãm mình quá đáng. Nhưng cha buồn lắm. Cha nói, hồi xưa có ai làm bếp cho tôi đâu. Tôi tự làm bếp lấy, và tôi cũng chẳng ngồi ăn lâu như bây giờ. Có ngày tôi ăn hai ba củ khoai, có ngày tôi ăn ba cái bánh đa, rồi uống bát nước lã là xong bữa. Có một lần, bà Katharina là người coi sóc viện mồ côi, xin cha chịu khó ăn nhiều hơn, đừng ăn chay, đừng ăn ít quá, kẻo kiệt sức không làm việc được. Cha trả lời, tôi khỏe mạnh, tôi có sức, tôi chẳng ăn nhiều mới khỏe. Tôi ăn mỗi ngày hai ba củ khoai, mỗi đêm ngủ một giờ là tôi đủ khỏe để làm được mọi việc rồi. Cha Joan nói thế chứ ngài chẳng khỏe mấy. Càng ngày cha càng yếu đi và kiệt sức, nên khi từ phòng riêng ra nhà thờ và lúc ở nhà thờ về phòng, cha phải bám theo tường, theo vách, phải bám vào cái nọ cái kia để khỏi ngã. Giọng nói của cha càng ngày càng nhỏ đi, cha nói không ra tiếng như người hết hơi vậy. Lần kia cha nói với một linh mục, nhiều khi tôi mệt quá, chẳng còn hơi sức và không nói ra tiếng. Nhưng đến lúc tôi phải giảng thì tôi lại thấy có sức khỏe và nói được to tiếng. Khi Đức Giám Mục đến kinh lược xứ Ar, Đức Cha hỏi ngài, cha có ăn cỏ, ăn rễ cây như các thánh tu rừng khi xưa không? Cha Gioan thưa, thưa Đức Cha, con đã ăn thử một tuần lễ, nhưng con không chịu được nên phải thôi. Điều ấy có thật, vì có lần bà Katharina thấy cha đang bứt cỏ trong vườn mà ăn. Ngày nọ, Đức Giám Mục truyền cho cha ngồi cùng bàn với mình, rồi ép ngài ăn đủ thứ, ăn mỗi thứ một hai miếng. Cha vâng lời bề trên, nhưng sau khi ăn xong độ một giờ, cha phát bệnh, đau bụng khó chịu lắm. Thấy vậy, từ đó Đức Giám Mục không ép cha ăn nữa, để mặc cha muốn ăn thế nào tùy ý. Trong hành thánh, Francisca có kể rằng, khi người nghèo đến xin của bố thí nơi nhà thánh nữ, bà mở túi sách của nó ra, lấy các đồ thừa người ta đã bố thí cho nó mà giữ lại cho mình, rồi lấy thức ăn ngon lành cho nó. Bà thánh ấy muốn ăn đồ thừa của người nghèo để được nên giống Chúa Giêsu. Cha Gioan lấy thức ấy làm gương mẫu mà cha cố gắng noi theo. Các thức ăn cha mua và con chiên dâng cho thì cha đem đổi lấy thức ăn của người ăn mày. Khi trong nhà không có đồ ăn gì mà đổi thì cha bỏ tiền ra mua lại thức ăn thừa ấy. Người viết hành tích cha kể, có một hôm tôi vào nhà xứ thấy cha đang ăn những của đã đổi được hay là mua của người nghèo. Cha mời tôi ăn, nhưng khi thấy những thức ăn ấy, tôi kinh tởm và buồn nôn, không sao ăn được. Cha bảo với tôi, chúng ta ăn những thực phẩm mà người nghèo ăn thì chúng ta có phúc, vì Chúa Giêsu thương những người nghèo cách riêng. Khi tôi được ăn những thứ ăn của người nghèo
thì tôi thích thú như được ngồi ăn cùng mâm với Chúa Giêsu vậy. Phần thứ hai, thương người nghèo và hay làm phúc. Khi mới về nhận xứ Ars, cha Gioan đã nhờ chị ruột ông tiên tri lo việc nấu ăn cho nhà xứ suốt năm. Hay khi cha có khách, cũng nhờ bà ấy làm cơm cho. Bà ấy ghi sổ rõ ràng từng ngày những đồ ăn bà đã mua và dâng cho cha. Những đồ ăn ấy ngon lành và nhiều, không những là đủ cho cha Gioan mà còn dư thừa nữa nhưng cha không ăn. Đầy tớ của bà ấy vừa đem đồ ăn vào, cha đem phát ngay cho người nghèo hay đem cho kẻ liệt. Những đồ ăn ngon con chiên dâng cho cha cũng vậy. Cha không ăn cũng không để dành cho ngày hôm sau, vì muốn tuân giữ lời Chúa Giêsu phán: ngày nào lo cho ngày ấy, đừng lo đến ngày mai. Ngày nào được đồ ăn, được tiền bao nhiêu, cha phân phát hết cho người nghèo trong ngày hôm ấy. Chẳng những cha Gioan thương người nghèo như chính mình, mà còn hơn cả bản thân cha nữa. Tiền bạc quần áo, cha có chút gì thì đều bố thí cho người nghèo hết. Một lần kia, cha đi thăm những linh mục coi các xứ gần đấy. Các cha thấy ngài ăn mặc khó nghèo quá, nên cho ngài một cái quần giả mới, và ép ngài mặc luôn lúc ấy. Đến chiều khi trở về nhà, cha gặp một ông lão ăn mày, đang rét run lập cập xin cha bố thí. Ngài liền cởi cái quần giả mới bố thí cho người ăn mày. Ngày khác, đang giữa mùa đông giá rét, cha vừa ở trong nhà thờ ra, gặp một người ăn mặc rách rưới, chân không mang giày dép gì hết, bàn chân sưng lên và nứt nẻ đau đớn. Cha cởi vớ và giày của mình mà cho người đó. Lần khác, cha vừa ở trong viện nuôi trẻ mồ côi ra, gặp người ăn mày xin bố thí. Cha thò tay vào túi, nhưng chẳng còn đồng tiền nào hay có cái gì để cho. Cha khổ tâm lắm, chỉ có một khăn tay mới mà người ta vừa tặng, cha lấy cho nó. Trong làng Ars, có một gia đình rất nghèo, gồm hai vợ chồng và năm đứa con hay đến xin cha giúp đỡ. Cha ra mở cửa nhà kho chứa thóc để nuôi trẻ mồ côi, rồi bảo người chồng: thóc đây, con muốn lấy mấy thúng thì lấy, đem về mà nuôi vợ con. Người mà cha Gioan nhờ giặt giũ, cứ thấy cha mất quần áo hoài. Khi mất cái áo, lúc mất cái quần. Lúc đầu anh ta nghĩ, chắc có kẻ trộm lấy. Nhưng sau này anh mới biết là cha Gioan bố thí cho người nghèo, nên anh mang đồ về nhà mình, không để trong phòng cha nữa. Khi nào cha thay áo, thì anh mới đưa ra một cái mà thôi. Khi không còn quần áo trong phòng để làm phúc cho người nghèo, thì cha cởi áo mình đang mặc mà đưa cho họ. Những đồ trong nhà như nồi niêu, chén dĩa, cha bán hết để lấy tiền cho người nghèo. Chỉ giữ lại mấy cái bát sành, một cái ấm đựng nước, một cái chậu để rửa mặt. Bà Katharina kể: vì người ta coi cha Gioan như đấng thánh, nên họ trọng kính và hay xin những đồ cha đã dùng để làm dấu tích mà nhớ đến cha. Cha chẳng cho không đâu, mà cha bán quần áo cũ, giày rách để lấy tiền làm phúc cho người nghèo. Xem hạnh các thánh, ta thấy các đấng càng làm phúc cho người nghèo bao nhiêu, Thiên Chúa càng ban cho nhiều của hơn bấy nhiêu. Dù cha Gioan rất nghèo, đến nỗi phải bán phần ruộng cha mẹ để lại để mua nhà nuôi trẻ mồ côi, nhưng số tiền cha làm phúc cho người nghèo và các việc phúc đức khác lên đến mấy triệu quan thời đó. Khi cha nổi tiếng nhân đức khắp thiên hạ, những nhà giàu có ngoan đạo ở nước Pháp, Anh, Bỉ, Đức và nước Mỹ thường gửi tiền bạc nhờ cha làm phúc cho người nghèo hay làm việc lành tùy ý cha. Nhiều khi chính Chúa ban tiền bạc cho cha. Có hôm trong tủ của cha không có đồng quan nào, tuy vậy cha vẫn khóa kỹ và mang theo chìa khóa trong mình. Ngày mai mở tủ ra,
cha lại thấy nhiều vàng bạc trong ấy. Những tiền của ấy bởi đâu mà có? Không ai có thể bỏ tiền vào tủ, vì đã khóa kỹ và cha giữ chìa khóa. Thế thì ai bỏ vào? Cha Gioan quả quyết, chính Chúa đã bỏ vàng bạc vào tủ. Cha gọi vàng bạc ấy là của Thánh, là của Thiên Chúa ban. Nên khi cha mở tủ ra mà thấy có tiền bạc trong ấy, thì cha cười mà nói: Thiên Chúa giao cho tôi việc chia của cải này cho người nghèo. Vì thế, nên cha Gioan chia số tiền ấy cho người nghèo ngay. Ngài chia hết, không giữ lại gì cho mình hay cho anh em bà con. Khi qua đời, cha chẳng để lại được gì, còn chiên phải góp tiền lại để mai táng cha. Có một linh mục kia hay xây nhà thờ. Hễ đi đến xứ nào, cha cũng xây nhà thờ mới ở xứ ấy, nên cha mắc nhiều nợ và túng thiếu mãi. Linh mục đó hỏi, cha Gioan phải làm thế nào để có nhiều tiền tiêu dùng? Cha Gioan trả lời, cha hãy bố thí cho người nghèo, cha được bao nhiêu tiền hãy làm phúc hết, đừng giữ lại phần nào, cha càng bố thí bao nhiêu, Thiên Chúa càng ban nhiều tiền bạc cho cha bấy nhiêu. Cha Gioan thương người nghèo như Chúa Giêsu thương họ. Cha coi tiền bạc như rơm rác. Cha bắt chước Thánh Carolo, giám mục thành Milan và Thánh Vicente lập dòng, là hai thánh đã bố thí cho người nghèo rất nhiều của cải tiền bạc và cứu được hàng trăm nghìn người phần hồn phần xác. Cha luôn nhớ lời Thánh Geronimo nói: Ignominia sacerdolis sudira divitis. Và lời Thánh Thomas Villanova giám mục nói: Tôi thà chết bên kẻ rượu chè be bét, chứ đừng chết bên hòm tiền. Khi tôi chết, nếu như có ai tìm thấy tiền bạc ở trong nhà tôi, xin đừng chôn xác tôi vào đất thánh. Xin giáo dân đừng đi đưa xác tôi, nhưng hãy bó chiếu, rồi bắt trâu kéo đi, vùi ở nơi nào khác không ai biết tới. Cha luôn nhớ đến tích Đức Giáo Hoàng Gregorio cả. Khi thánh nhân được tin trong đất nước mình coi sóc có một người chết đói, Ngài tự phạt mình ăn cơm muối 6 tháng. Cha Gioan coi thường của cải như vật phàm hèn, nên cha thường bố thí cho người nghèo vì thương họ. Cha Gioan thường đọc hạnh các thánh, hay giảng về hạnh tích các thánh mà các ngài hay thương và làm phúc cho người nghèo. Cha giảng về các tích truyện ấy khéo lắm, ai nghe cũng thích. Cha hay kể tích Thánh Gioan Thiên Chúa. Ngày kia thánh nhân gặp đứa ăn mày xin cơm và xin thuốc đau chân. Thánh nhân cho nó một bữa cơm no, rồi lấy thuốc rịch vào chân cho nó. Lúc ngài bôi thuốc vào chỗ đau, thấy dấu đinh đóng thâu qua chân như dấu đinh nơi chân Chúa Giêsu, ngài kêu lên: lạy Chúa, chính Chúa đó sao? Bấy giờ Chúa Giêsu tỏ mình ra cho thánh nhân xem thấy rõ ràng và bảo thánh nhân: Khi con thương giúp và con làm phúc cho người nghèo, con làm đẹp lòng cha, như thể con giúp và làm phúc cho chính cha vậy. Cha Gioan cũng hay kể chuyện Thánh Giáo Hoàng Gregorio quen cho 12 người nghèo vào trong triều cùng ăn với ngài mỗi ngày. Một lần kia, khi người nghèo đến ăn, thánh nhân đếm thấy 13 người, 12 người thường vào ăn và một người khách lạ chưa gặp, chưa thấy bao giờ. Thánh nhân vẫn làm ngơ như không biết. Nhưng đang lúc ăn, ngài nhìn xem khách lạ ấy thì thấy người ấy biến sắc mặt luôn, lúc thì đỏ hồng, lúc thì xanh xao tái mét. Khi xong bữa, các người nghèo đứng dậy ra về. Thánh Gregorio cầm tay người ấy hỏi rằng: Anh ở đâu? Tên gì? Người ấy thưa: Tôi là thiên thần mà Chúa sai đến để xem ông có lòng thương người và giúp người nghèo như thế nào. Chính tôi đây dâng lên Chúa những lời nguyện của ông và những việc lành ông làm, cụ thể như việc ông giúp người nghèo khó khăn đây. Nói xong người ấy biến đi.
Phần thứ hai, những phương thế để con chiên bỏ tính khô khan và trở nên sốt sắng, đạo đức hơn. Cha Gioan chịu khó dẫn dạy, ăn chay, hãm mình, cầu nguyện. Cha tin rằng những việc lành ấy sẽ làm cho giáo dân của mình bỏ đàng tội lỗi, ăn năn trở lại và trở nên đạo đức sốt sắng hơn. Trong các việc ấy, cha Gioan coi việc cầu nguyện là quan trọng, có sức mạnh hơn các việc khác. Cha biết việc cầu nguyện như nước trên trời mưa xuống đất. Dù người làm ruộng khó nhọc cày cấy, nếu trời nắng hạn không mưa thì đất khô, cỏ trái không trồng thứ hoa màu gì được, nên cha cầu nguyện sốt sắng lâu giờ. 2 giờ sáng, cha dạy nguyện ngắm đọc kinh nhật tụng. 4 giờ sáng, cha ra nhà thờ chầu mình thánh, đọc các kinh dọn mình, làm lễ cho đến 7 giờ. Làm lễ xong, cha ở lại cảm ơn rước lễ, đọc kinh nhận tục, lần hạt, dạy giáo lý cho đến trưa mới về nhà xứ ăn 1-2 miếng. Ban chiều, cha đi thăm viếng, yên ủi con chiên, đi thăm kẻ liệt cho đến gần tối. Sau đó cha lại vào nhà thờ, đọc kinh chung, giảng dạy, chầu mình thánh cho đến khuya mới về nhà xem sách và hành xác. Mỗi đêm, cha chỉ ngủ độ 1 tiếng. Có đêm, cha không ngủ chút nào. Ngày nào cũng như ngày nào, cha luôn giữ chương trình đúng như vậy quanh năm cho đến suốt đời. Thiên Chúa nhân lành vô cùng đã cảm động vì sự thành tâm ước ao làm sáng danh Chúa và cứu nhiều linh hồn của cha Gioan Vianney. Nên người ban ơn soi lòng mở trí giáo dân làng Orange để họ ăn năn sửa mình và đạo đức sốt sắng hơn các con chiên của các xứ khác. Thấy Thiên Chúa nhận lời mình cầu xin, ban cho mình được ơn ước ao từ lâu, cha Gioan vui mừng tạ ơn Chúa đêm ngày. Dù còn ít người cứng lòng chưa trở lại, dù trong những người trở lại có kẻ chưa được sốt sắng thật, nhưng cha vẫn vui mừng và trông cậy vững vàng là chẳng bao lâu, nhờ ơn Chúa giúp, cha sẽ lo cho mọi người trở lại và đạo đức sốt sắng. Không những con chiên xứ Ark ăn năn trở lại, yêu mến Thiên Chúa sốt sắng hơn, mà họ còn yêu mến cha xứ mình. Cả những người cứng lòng chưa ăn năn trở lại cũng đều kính trọng và yêu mến cha. Câu chuyện sau đây chứng tỏ điều ấy. Khi các bề trên thấy cha Gioan đã thay đổi được đời sống ở xứ Ark trở nên tốt đẹp, các ngài biết cha là người đạo đức sốt sắng, có sức biến đổi lòng người làm sáng danh Chúa, nên muốn ban thưởng cho cha bằng cách bổ nhiệm cho cha Gioan đi coi xứ Sa Lê là một xứ lớn, dân chúng đông đảo, đất đai trù phú. Khi giáo dân xứ Ark được tin ấy, họ buồn phiền khóc lóc, chạy đến với cha Gioan xin ngài ở lại, đừng bỏ giáo xứ, họ thưa. Khi cha về nhận xứ, chúng con khô khan, nguội lạnh, tội lỗi. Cha phải khó nhọc khuyên bảo, thúc giục chúng con lâu năm, lâu tháng. Nay chúng con đã ăn năn trở lại, và có ít nhiều người đạo đức sốt sắng. Nếu cha đi, bỏ chúng con, có khi chúng con lại ra khô khan như trước. Hơn nữa, việc cha làm nơi chúng con chưa hoàn thành, còn một số người chưa trở lại. Xin cha đừng bỏ chúng con, xin cha ở lại với chúng con, thì chúng con mới có thể ăn năn trở lại hết, mới đạo đức sốt sắng hết được. Cha Gioan bảo, cha không theo ý riêng mình, ý bề trên là ý Chúa. Bề trên truyền như thế nào thì cha phải vâng lời như vậy. Khi người đàn bà sinh con chịu khốn cực bao nhiêu, đến khi đã sinh con rồi thì càng mừng và càng yêu dấu đứa con của mình. Cha đã sinh chúng con cho Thiên Chúa,
nên cha yêu mến chúng con hết lòng. Sống chết muốn ở với chúng con, không muốn bỏ chúng con đâu. Bề trên đã chỉ định ngày tháng phải đi nhận xứ xa lê, nên cha phải vâng lời thu xếp mà đi. Cha rất nghèo, các đồ lễ của nhà thờ, của nhà xứ, cha chỉ có hai gánh sách của cha Belly ngày xưa chăn trói để lại cho cha mà thôi. Nhưng ý Chúa định cho cha coi xứ Art cho đến chết. Hôm ấy, trời mưa như chút nước, làm ngập đường, vỡ đê, trôi cầu. Khi đến bờ sông thì cầu đã bị trôi. Không có con đò qua sông nên cha phải trở về xứ Art. Hơn nữa, khi giáo dân xứ Art được tin cha xứ của mình bị đổi sang xứ khác, họ cử mấy người biết ăn nói lên gặp bề trên địa phận. Vì những người lên gặp bề trên đều ăn nói khôn khéo, trình bày lý lẽ thảm thiết, nên bề trên chấp thuận cho cha Gioan ở lại coi xứ Art. Giáo dân trong xứ biết tin ấy rất vui mừng biết bao. Có nhiều người kháo láo với nhau rằng: Chúa đã định cho cha Gioan ở lại với chúng ta, nên khiến trời mưa lụt, làm trôi cầu, không cho cha đi xứ khác. Được ở lại xứ Art, cha Gioan cũng mừng lắm, vì Ngài thương mến con chiên mình thật lòng. Chỉ trông cho họ ăn năn trở lại, giữ đạo sốt sắng vững vàng. Cha không muốn đi xứ giàu khó, đông người. Có nhà xứ rộng rãi, lịch sự, đầy đủ tiện nghi. Cha chỉ muốn sống khó nghèo, thiếu thốn, muốn ăn chay hãm mình, đọc kinh cầu nguyện và làm các việc bổn phận cho sốt sắng. Bề trên thay quyền Chúa quyết định cho cha ở lại xứ Art. Cha chỉ trông mong hoàn thành công việc còn dở dang, là làm cho tất cả con chiên của mình ăn năn trở lại cùng Thiên Chúa và giữ đạo sốt sắng. Cha khiêm tốn nghĩ: Bởi tôi là kẻ rốt nát tội lỗi, nên con chiên của tôi cứ khô khan và chậm bỏ đường tội lỗi. Cha thường xin các linh mục ở các xứ lân cận đến giảng và dạy tội cho các giáo dân của mình, nhất là trong những tuần tĩnh tâm và ngày lễ quan thầy xứ Art. Trong những dịp ấy, cha làm thêm nhiều việc lành như ăn chay, hãm mình, hành xác và đọc kinh sốt sắng hơn nữa. Người viết tiểu sử của cha nói: Trong suốt tuần tĩnh tâm, cha làm lễ với ý chỉ xin Chúa soi lòng mở trí cho kẻ khô khan cứng lòng được ăn năn trở lại và sốt sắng nhiều hơn. Phần thứ hai: đi giảng và dạy tội ở các xứ lân cận. Các linh mục trong các địa phận thấy cha Gioan tu sửa, biến đổi được đời sống đạo nên xứ Art, thì biết cha có nhân đức phi thường, có ơn riêng Chúa giúp. Vì vậy, các ngài hay nhờ cha Gioan đến giảng và giải tội cho giáo dân trong xứ của mình. Cha Gioan vẫn có lòng ước ao làm sáng danh Chúa và cứu các linh hồn người ta, nên sẵn lòng giúp đỡ các cha ấy, không hề tiếc công sức bao giờ. Cha đi đến xứ nào cũng đều lo liệu cho nhiều người có tội và cứng lòng được ăn năn trở lại. Giáo dân nghe tiếng cha có nhân đức lạ lùng, hay ăn chay hãm mình, lại thấy cha gầy gò, khuôn mặt xanh xao vỏ vàng, nhưng vui vẻ tươi cười, thì yêu mến và tôn kính cha như đấng thánh. Thiên Chúa ban cho cha sự khôn ngoan và ơn riêng để khuyên bảo người có tội trong tòa giải tội. Ai đã nghe lời khuyên bảo nhân từ và sốt sắng của cha thì đều ăn năn ghét tội, thống hối tội và yêu mến Chúa hơn. Do đó, những người xưng tội với cha một lần cứ muốn xưng mãi, không muốn xưng với cha khác. Người viết tiểu sử của cha nói: Khi cha mở tuần tĩnh tâm ở xứ Art, cha quen rước hai ba linh mục ở các xứ lân cận đến giảng và giải tội giúp mình.
Nhưng không mấy người giáo dân xứ Ọt xưng tội với các cha khác, hầu hết chỉ xưng tội với cha xứ của mình. Linh mục ở các xứ quanh đó thấy cha Gioan làm ít nhiều cho giáo dân trong xứ của mình, nên tranh nhau mời cha Gioan đến giảng và giải tội. Các cha ấy nói đùa với nhau rằng: mời cha Gioan đến giúp có lợi lắm, vì cha là thợ cả, thợ khéo, ăn ít mà làm nhiều. Cha đến giảng và giải tội ở đâu, người ta đều kính trọng và yêu mến. Trong các xứ cha đi giúp, không có xứ nào cha khó nhọc và làm sáng danh Chúa và cứu được nhiều linh hồn cho bằng xứ Trê-vu. Xứ này lớn lắm, có hơn 10.000 giáo dân, nên khi mở tuần tĩnh tâm phải mời 15, 16 linh mục đến giúp. Cho dù các linh mục khác nhân đức và thông thái, giáo dân vẫn không kính trọng và yêu mến bằng cha Gioan. Nghe tiếng chuông báo đến giờ cha Gioan Vianney đến giảng, dù người đang làm ngoài đồng cũng bỏ cày cuốc ở đấy mà về. Người ở phố xá buôn bán thì đóng cửa chạy đến nhà thờ để nghe cha giảng. Những người đầy tớ, người làm thuê, sẵn lòng chịu chủ trừ công nhật, miễn là được ghi nghe cha Gioan giảng và được xưng tội với cha. Những ngày đầu tuần tĩnh tâm, người đến xưng tội với cha đã quá đông. Dù cha ngồi tòa giải tội cả ngày, cũng không sao hết người xưng tội. Còn từ giữa tuần đến cuối tuần thì người ta đến đông lắm. Họ ngồi vây bốn phía tòa giải tội và tranh nhau đến nỗi làm đổ cả tòa giải tội. Cha Gioan giải tội cả ngày và kéo dài cho đến nửa đêm không kịp ăn uống gì. Vả lại, khi thấy những người xưng tội đông quá thì cha quên cả chuyện ăn uống của mình. Ngày cuối cùng của tuần tĩnh tâm, cha giải tội suốt 20 tiếng liền. Đến 2 giờ sáng, thương cha quá mệt nhọc, ban tổ chức cho 2-3 người phu xông vào đám người chờ giải tội để mở lối cho cha về nghỉ. Khi vừa ra khỏi tòa giải tội, cha đói lả và kiệt sức nên không bước đi được, phải vực cha về nhà. Cha ăn uống và nghỉ khoảng 1 tiếng rồi lại qua nhà thờ giải tội tiếp. Không ai kể xiết, trong 5 lần tĩnh tâm ở xứ Trê-vu, cha khó nhọc và cứu được biết bao linh hồn. Xứ Trê-vu cách làng Ors khoảng 2-3 giờ đi bộ. Sáng ngày thứ hai, cha làm lễ sớm ở nhà thờ Ors, rồi mang áo dòng đi bộ xuống Trê-vu. Khi đã khó nhọc giảng và giải tội ở đấy suốt tuần, tối thứ bảy, cha lại về xứ Ors giải tội cho con chiên của mình cả đêm. Đến sáng, cha lại làm lễ sáng Chúa Nhật. Khi ấy là mùa đông giá rét, gió bớt mưa phùn và đường xá thì nhấp nháp và trơn trượt. Trong suốt tuần tĩnh tâm, giáo dân xứ Trê-vu và các xứ lân cận đến xin ơn đại xá ở đấy. Họ ngồi đâu cũng bàn tán về cha Gioan Vianney. Họ khen cha có nhân đức lạ lùng, có tài giảng, đối xử nhân từ, thương yêu khi giải tội, hay hãm mình, hay thương người nghèo, vân vân. Không phải chỉ những người dân quê, người nghèo, người tội lỗi thích nghe cha giảng, mà cả những người giàu có sang trọng cũng muốn nghe cha khuyên bảo và muốn xưng tội với cha. Từ bấy giờ, cha Gioan nổi tiếng là người nhân đức, thánh thiện trong cả miền ấy. Cũng từ đó, không mấy khi cha đi giảng và giải tội giúp các xứ khác, cha phải ở nhà, không đi đâu được vì giáo dân khắp nơi tuôn đến xứ Ọt để xưng tội với cha mỗi ngày một đông hơn. Những người khắp nơi tuôn đến xứ Ọt xưng tội với cha mỗi một năm khoảng 30.000 người. Phần thứ hai, lập viện cô nhi. Làng Ord không có trường học, không có thầy giáo dạy trẻ em, vì thế người ta không quan trọng việc học, chỉ ham làm việc và mê mải làm ăn. Cha Gioan biết người dốt nát mê muội không biết các lễ đạo, nên họ không yêu mến giáo hội,
và giữ đạo cho sốt sắng vững vàng được. Câu vô tri bất mộng rất đúng, vì khi cha mới đến nhận xứ, ngài phân phát một số sách đạo cần thiết cho giáo dân, nhưng chẳng mấy người biết giữ nên không đọc được. Cha thấy điều này rất trở ngại, nên ước ao lập trường và tìm thầy dạy trẻ em nam nữ trong làng. Ngoài ra, khắp các miền xung quanh xứ Art, đất đai khí hậu nặng nề nên nhiều người chết sớm, không mấy người sống thọ. Khi đi giảng và giải tội cho các xứ lân cận, cha gặp nhiều trẻ mồ côi sống đầu đường xó chợ. Phần hồn phần xác bơ vơ nên cha thương xót và cầu xin kêu vang Chúa ban ơn soi sáng cho cha biết cách cứu lấy chúng. Sau khi cầu nguyện cho điều đó đã lâu, cha quyết định lập một cô nhi viện để nuôi nấng, dạy dỗ những trẻ mồ côi. Bên cạnh nhà thờ xứ Art có một căn nhà lớn, rộng khoảng 7-8 gian. Cha Gioan bán ruộng nương phần di sản của cha ở quê nhà, được 25.000 quan để mua ngôi nhà ấy. Sau khi mua, cha lại phải đi tìm người coi sóc nhà trẻ và dạy dỗ các em. Bây giờ có nhiều dòng nữ chuyên coi sóc dạy dỗ trẻ nữ, nhưng cha lại không muốn giao cô nhi viện mới lập của mình cho một dòng nữ nào cả. Trong làng Art có hai phụ nữ tuổi độ 30, ngoan đạo, xó xắng, ở độc thân không lập gia đình. Một người là Venta, người kia là Katharina. Cha Joan gửi hai chị ấy đến dòng nữ ở gần đó học cách chăm sóc và dạy dỗ trẻ em gần 2 năm. Rồi cha gọi về giao cho coi sóc căn nhà ấy, nhưng không bắt buộc thề giữ 3 điều khấn trọng của những người trong bậc tu trì. Cha mới lo liệu việc ấy được mấy ngày, thì có một phụ nữ ngoài 30 tuổi, cũng đạo đức sốt sắng ở gần đấy, xin vào giúp việc. Cha nhận và giao cho làm vườn, làm bếp, giặt đồ cho nhà trẻ. Ngày khai trường chỉ có những trẻ nữ làng Or và ít nhiều trẻ từ những xứ gần đấy đến học. Hai cô dạy giáo lý và mọi việc nữ công gia chánh. Tuy không đòi học phí, nhưng nếu ai muốn dâng cúng đóng góp bất cứ gì, thì hai cô cũng nhận. Cha Joan lập nhà ấy cốt để cứu những trẻ mồ côi, không còn cha mẹ chăm sóc. Không bao lâu, các trẻ mồ côi từ các xứ lân cận kéo đến đông hơn 60 đứa. Có trẻ mới 8-9 tuổi, có trẻ 13-14-15, lại có đứa 18-19 tuổi. Cha Joan không những dạy dỗ cho các trẻ ấy, mà còn nuôi nấng, mai vá và lo liệu mọi điều cần thiết cho chúng. Những trẻ ấy ở cô nhi viện lâu trống tùy đứa. Có đứa 5-6 năm, có đứa hơn 10 năm. Khi các trẻ đó đã học xong văn hóa và giáo lý và những nghề thông dụng thì đi làm, có đứa lập gia đình, có đứa vào dòng tu. Viện mồ côi rất có nề nếp, vì có người chăm sóc kỹ càng nên các trẻ ngoan ngoãn nết na. Cha Joan thấy công việc mình làm sáng danh Chúa thì vui mừng và chịu khó chăm sóc, dạy dỗ các trẻ. Mỗi ngày, lúc ăn cơm chưa xong, cha đến cắt nghĩa giáo lý cho chúng độ nửa giờ. Những người trong làng cũng đến cô nhi viện để nghe cha cắt nghĩa giáo lý. Sau này, khi người ta đến đông quá, không ngồi trong nhà ấy hết được, cha đưa ra nhà thờ mà cắt nghĩa giáo lý, chứ không ở trong cô nhi viện. Từ đó cho đến khi qua đời, cha làm việc ấy mỗi ngày, không bỏ một lần nào. Nhân dịp cất nghĩa giáo lý, cha giảng nhiều lý lẽ, khuyên bảo người có tội ăn năn trở lại. Có nhiều người nghe và ghi chép lời cha cắt nghĩa, rồi in ra sách, để lưu lại cho hậu thế. Những lý lẽ cha Joan giảng đầy sức thuyết phục, rõ ràng và dễ hiểu. Giọng nói thiết tha sốt sắng
khiến cho người nghe phải động lòng. Thấy những trẻ mồ côi ngoan ngoãn, nết na, cha biết Chúa luôn thương yêu trẻ con cách đặc biệt, hay nhận lời chúng cầu xin, nên cha hay nhờ chúng cầu nguyện. Khi cha muốn cầu xin ơn gì, hay muốn khỏi sự khó khăn nào, cha bảo những trẻ mồ côi làm tuần ba hay chín ngày cầu nguyện cho ý chỉ của mình. Cha nói, có nhiều người cứng lòng đã ăn năn trở lại nhờ những trẻ mồ côi cầu nguyện. Hoặc có người hỏi, cha lấy gì để nuôi 70 người trong 25 năm, từ khi lập viện cô nhi cho đến khi bề trên ra lệnh giao nhà ấy cho dòng nữ? Khi mới lập, cha đã khuyên góp được một số tiền khá lớn. Cha mua ruộng cùng làm ruộng được mấy năm, rồi không làm ruộng nữa, nhưng cho người ta thuê làm ăn chia. Dù vậy, bấy nhiêu ruộng cũng không đủ cung cấp gạo thóc cho 70-80 người ăn. Nhưng Thiên Chúa, Đấng hay giúp những người có lòng quảng đại, nên cũng thường giúp đỡ cha Gioan. Xưa Thánh Vicente, lúc lọc dòng tuy khó nghèo, chẳng có của cải gì hết, mà còn nuôi 2-3 tỉnh lớn trong thời đói khát. Lập nhiều nhà thương nuôi trẻ mồ côi, nuôi kẻ liệt, cùng làm nhiều việc vĩ đại, làm sáng danh Chúa và giáo hội. Thánh Vicente chẳng có của riêng, chỉ biết giảng dạy, khuyên bảo, rồi Chúa mở lòng những người giàu có dâng cúng tiền bạc cho Ngài làm phúc, cứu cho những người đói khát bần cùng. Ngày nay, Thiên Chúa cũng mở lòng cho người ta dâng của cải cho cha Gioan, để nuôi những trẻ mồ côi đã nhận làm con cái của cha. Ở đây, chúng ta chỉ trích dẫn 2-3 tích mà thôi. Cha mua một căn nhà, dù khá lớn, nhưng vẫn không đủ cho 70-80 người ở. Hơn nữa, phải lấy 2 gian làm trường học cho những trẻ làng Art và những xứ xung quanh, nên nhà đó trở nên chật trội, phải làm nhà khác. Dịp làm nhà mới này, cha phải vất vả lắm, phải khiêng gạch, trộn hồ, làm hết mọi việc không khác gì người làm công. Khi căn nhà đã làm xong, đến ngày trả công thợ mà chẳng còn đồng nào nên cha lo lắm. Không biết phải làm thế nào, cha cầm trần hạt đi ra ngoài đồng ruộng một mình để suy nghĩ liệu cách kiếm tiền. Vì không lẽ không trả tiền cho thợ. Cha vừa đi vừa lần hạt kêu vang mẹ Maria cứu giúp trong cơn túc cực này. Mới đi được một khoảng, cha gặp một người khách lạ, ăn mặc lịch sự, cưỡi ngựa và hỏi, cha có phải là cha xứ Ác không? Cha Gioan đáp, phải. Người ấy hỏi tiếp, sao cha có vẻ lo lắng buồn bã vậy? Có phải giáo dân của cha làm buồn lòng cha không? Cha Gioan đáp, không, giáo dân của tôi ngoan đạo lắm, họ không làm tôi buồn đâu, nhưng tôi lo lắng vì. Bây giờ cha mới kể nguyên do. Người ấy nghe nói thì lấy trong túi ra 10 đồng tiền vàng đưa cho cha Gioan, rồi thúc ngựa chạy đi. Cha chẳng kịp hỏi điều gì. Lần khác, cha mua thiếu người làng Or 6.000 ký thóc để nuôi trẻ mồ côi. Đến ngày hàng trả tiền, cha không có một đồng thì ngài lo lắm, không biết làm thế nào để trả cho người ta. Cha lại cầm trần hạt đi bắt bộ sang ngoài đồng ruộng. Khi trở về được nửa đường, cha gặp một cô gái ăn mặc bình thường. Cô ta chào cha và hỏi rằng, cha có phải là cha chánh xứ Ort không? Cha đáp, phải. Cô ta nói, thưa cha, đây là tiền của người kia bảo con đem dâng cho cha, và xin cha cầu nguyện cho họ. Cha Gioan hỏi, người ấy không xin lễ, chỉ xin cha cầu nguyện cho họ thôi sao? Cha Gioan lấy tiền đó trả tiền thóc, không những đủ mà còn dư. Viện cô nhi nhiều khi đói vì hết gạo,
không còn tiền. Bây giờ hai cô coi sóc trẻ ở đấy chạy đến báo với cha Gioan nhà hết gạo. Cha phải chạy đủ cách để kiếm tiền đông gạo, đi xin nhà này, nhà kia, vay chỗ này, mượn chỗ nọ. Thiên Chúa nhân lành vô cùng hay giúp cha những dịp túng cực như thế. Kẻ sa mặt làm phúc rõ ràng, người ẩn danh không cho ai biết. Có nhiều lần Chúa đã làm phép lạ. Người ta hay kể lại chuyện sau đây vì sự lạ lùng và rõ ràng hơn hết, và vì nhiều người xem thấy và ở đâu người ta cũng biết. Có một ngày cô nhi viện không còn gì để ăn. Cha Gioan đã vất vả cả buổi sáng mà không được gì. Người thì không còn của gì để giúp, người thì đã giúp nhiều nên không muốn giúp nữa. Cha Gioan buồn bã lo lắng đến độ gần nản chí. Từ trẻ đến nay, cha chỉ phải một lần buồn bã lo lắng như thế. Đó là khi học Latin không được, toan bỏ học mà về nhà làm ăn. Lúc đó, cha nhớ có lần cầu xin Thánh Francisco Rivas và Thánh nhân đã thương mà nhận lời cứu giúp mình trong cơn túng quẫn ấy. Do đó cha chạy đến xin Thánh nhân giúp mình trong cơn khốn khó này. Cha quỳ cầu nguyện một lúc lâu, rồi cầm lấy hộp đựng xương Thánh Francisco Rivas đang để trên bàn thờ trong phòng cha, rồi đi vào nhà kho để lúa. Bấy giờ trong nhà kho chỉ có 2-3 đống thóc. Cha vùi hộp xương vào số thóc còn lại, rồi để đấy mà đi về. Sáng hôm sau, cô coi sóc nhà trẻ đến nhà xứ vừa nói vừa khóc với cha Gioan. Thưa cha, hôm qua nhà chúng con đã phải nhịn đói. Nếu hôm nay không có gì ăn, có khi phải cho các trẻ về, vì bắt chúng con ở lại sợ chúng chết đói mất. Cha Gioan nói, cô hãy đi với cha xem trong nhà kho có còn thóc chăng. Ôi, lạ lùng thay, khi mở cửa nhà kho ra thì thấy bốn gian nhà đầy thóc, đổ cao lên đến sàn nhà. Khi thấy dấu lạ, Chúa tỏ lòng thương xót cho các trẻ mồ côi như thế. Mọi người mừng rỡ biết bao, còn cha vừa mừng vừa buồn. Mừng vì Chúa thương các trẻ mồ côi và ban cho nó của ăn. Buồn vì mình đã không trông cậy Chúa đủ. Cô Katharina, người coi sóc trẻ mồ côi, kể lại nguyên do cha buồn. Khi cha Gioan thấy Chúa thương trẻ mồ côi dường ấy nên đến nhà chúng con phàn nàn tự trách mình. Hôm qua cha thấy mình không tìm được của nuôi chúng con. Cha đã ngã lòng trông cậy vào Chúa và dự định giải tán viện cho chúng con về. Thiên Chúa đã làm phép lạ này để trách cha vì kém lòng trông cậy vào người. Suy gẫm lời cha Gioan, chúng ta thấy cha khiêm nhường sâu thẳm dường nào. Việc này đồn thổi khắp vùng ấy. Mọi người làng Art và nhiều người phương xa đua nhau đến xem kho thóc của cha Gioan. Hôm trước chẳng có thóc mà hôm sau thóc đầy lên tới nóc. Phần thứ hai, giao viện cô nhi và trường học cho nhà dòng coi sóc. Cha Gioan nuôi nấng dạy dỗ trẻ mồ côi được 20 năm. Trong những năm đó, số trẻ khi thì 70, lúc 80 đứa. Những trẻ sống nơi nhà ấy, khi ra ngoài đời, chúng sống đạo rất tốt và biết làm ăn. Có người hiếm muộn đến xin trẻ đem về nhận làm con nuôi. Có người hỏi vợ cho con trai mình trong số những thanh nữ lớn lên trong nhà ấy. Lại có một số trẻ dâng mình cho Chúa trong dòng tu. Không những nhà ấy cứu được nhiều trẻ mồ côi mà còn làm ích cho những trẻ xứ ở đến học hành ở đấy suốt năm. Có nhiều người biết công ơn cha Gioan đã lập ra nhà ấy và vất vả coi sóc, nhưng cũng có nhiều người không biết ơn cha
lại phê bình chê bai. Đầu tiên là những người trí thức chê các cô giáo không được đào tạo trường lớp, không có bằng cấp quốc gia chứng nhận. Họ chê việc dạy trẻ trong làng lẫn lộn với trẻ mồ côi, chê vì nhà trường vừa làm trường học, vừa làm nhà trẻ, vừa làm viện cô nhi. Sau đó, những linh mục cũng góp tiếng chê trách cha Gioan là ngài dùng giáo dân mà không sử dụng người của nhà dòng trong việc coi sóc dạy dỗ trẻ con. Các cha nói công việc của cha Gioan không bền, chỉ cần cha chết là nhà ấy tan ngay. Nếu giao cho nhà dòng thì công việc mới bền lâu được, vì nhà dòng có người kế tiếp nhau mãi, người này chết về trên thay người khác ngay. Còn những giáo dân mà cha Gioan trao phó công việc của nhà ấy, khi họ chết không chắc tìm được người khác thay thế. Hơn nữa, những người trong làng ấp, nhất là những người giàu có, thấy con mình học chung một trường với trẻ mồ côi thì không vui lòng. Nhiều người còn bắt bẻ và chê trách nhiều điều khác nữa. Vì thế, các bề trên xem xét các lý do đó thật kỹ càng, rồi ra lệnh cho cha Gioan phải giao viện mồ côi cho nhà dòng coi sóc. Cha Gioan cúi đầu vâng phục bề trên như vâng lời Thiên Chúa. Tháng 11 năm 1847, cha Gioan giao nhà, vườn, đất và mọi sự cho bà bề trên dòng nữ, không hề kêu trách một lời. Nhưng lòng cha đau đớn và tiếc xót vì cha đã khó nhọc, tốn nhiều công của mà lập nên và coi sóc nhà ấy lâu, nên cha thương nhà ấy lắm. Nhưng cha nghĩ rằng, Chúa để xảy ra như vậy là để mình luyện tập từ bỏ lòng yêu chuộng mọi sự thế gian, để không còn dính bén đến những của cải tạm bợ đời này, để yêu mến Chúa thiết tha hơn. Đó là điều làm cha bằng an thư thái như không có điều gì xảy ra. Cha Gioan luyến tiếc viện cô nhi cũng đúng, vì nhà ấy làm ích cho người ta rất nhiều. Vì cha quen cách nghĩa giáo lý cùng giảng dạy, dạy dỗ những trẻ mồ côi mỗi ngày, nên về sau trở nên người giảng lôi cuốn nhất trong thời ấy. Cũng vì lợi ích này nữa, đó là giúp cho cha có cơ hội khuyên bảo người có tội ăn năn trở lại. Khi giáo dân xứ Ảo còn khô khan nguội lạnh, cha hay nhờ các trẻ mồ côi cầu nguyện. Và sau cùng, mỗi khi gặp người cứng lòng không chịu ăn năn, cha lại nhờ trẻ mồ côi cầu nguyện cho người ấy. Vì cha thường nói, lời cầu nguyện của trẻ con rất đẹp lòng Chúa và giúp người có tội ăn năn trở lại nhiều lắm. Thiên Chúa khôn ngoan vô cùng, người sắp xếp mọi việc mưu ích cho phần rỗi người ta, nên định cho cha Gioan thôi việc chăm sóc trẻ mồ côi để dành nhiều thì giờ mà làm việc khác quan trọng hơn, làm sáng danh Chúa và làm ích cho các linh hồn hơn. Chúa muốn cho cha nhận phần chăm sóc trẻ mồ côi cho người khác, để giao cho cha việc cứu linh hồn các giáo hữu ở khắp thế giới, kéo đến xứ ở mỗi ngày một đông. Việc ấy thật nặng nề, dù cha Gioan có làm đêm ngày vẫn không sao xuể được, nên Đức Giám Mục phải sai 3-4 linh mục đến giúp cha. Như vậy, cha Gioan còn thì giờ nào mà chăm sóc những người mồ côi như trước được. Phần thứ hai, những khốn khó do người ta gây ra. Người hiền lành, nhân đức luôn phải chịu sự khốn khó ở đời này. Tục ngữ có câu, lửa thử vàng, gian nan thử đức. Như người thợ dùng lửa để thử vàng như thế nào, thì Thiên Chúa cũng lấy sự khốn khó để thử nhân đức như vậy. Nhân đức của những ai chưa phải chịu khốn khó thì còn non nớt và chưa trưởng thành. Cha Gioan là người rất nhân đức, nên cha phải chịu nhiều sự khốn khó nặng nề. Cha
Cha Gioan là người khiêm nhường, hiền lành, không mất lòng ai. Suốt đời chỉ cố gắng tập sống đạo đức, chăm chỉ làm việc bổn phận của mình, làm ơn cho biết bao nhiêu người. Nhưng sao lại bị người ta khinh dễ, ghen ghét, vu khống nhiều như thế? Mà sao những người muốn làm hại cha Gioan lại là anh em linh mục? Họ cũng coi sóc bổn đạo như cha Gioan. Thiên Chúa đã an bài như thế để mọi người nhận biết rằng những việc làm sáng danh Chúa, làm ích cho các linh hồn là việc Chúa làm chứ không phải việc người ta. Bởi vì người ta chẳng những không giúp gì cho việc ấy, mà còn ra sức ngăn trở, vùi dập phá đổ công việc ấy. Trong Tân Ước có chép: khi những nhà lãnh đạo dân Do Thái thấy thiên hạ ở khắp mọi nơi kéo đến với Chúa Giêsu đông quá, người đi đâu dân chúng cũng đi theo, thì họ nói với nhau rằng: kìa, dân chúng bỏ chúng ta mà theo người hết. Từ bấy giờ, họ xích lòng ghen ghét và tìm cách giết Chúa Giêsu. Cùng vậy, cha Gioan hay đi giảng và giải tội cho giáo dân các xứ, giúp các linh mục ở các xứ quanh đấy, thì các ngài rất hài lòng và khen cha Gioan là người đạo đức sốt sắng. Nhưng khi thấy con chiên trong xứ của mình đua nhau đến xứ Or xưng tội với cha Gioan, thì xin lòng ghen ghét và chê trách cha Gioan. Cha Gioan dốt lắm, là tin không biết tiếng nào, phải học đi học lại thần học 2-3 lần mà không hiểu, không nhớ. Chỉ nhờ thế lực của cha Bailey xin bề trên cho thì mới không bị đuổi khỏi chủng viện và được làm linh mục. Đúng ra cha Gioan phải biết mình kém cỏi, phải đặt mình dưới các linh mục khác. Ai ngờ cha lại dám tranh quyền với các linh mục thông thái và thánh thiện hơn mình, và đặt mình lên làm thầy dạy dỗ, coi sóc linh hồn giáo hữu của cả miền này. Lại có đấng khác nói những lời nặng hơn: cha Gioan tính tình lạ lùng, khác thường, không theo cách ăn ở của linh mục. Cha ăn chay hãm mình, mặc áo cũ rách, lấy các vẻ bề ngoài cho người ta kính trọng và khen ngợi, làm mồi nhử người đến xưng tội với mình. Ai đến xưng tội thì mê hoặc nó, khiến những ai xưng tội với cha Gioan thì luôn khen cha là nhân đức, là thánh sống, và chỉ nghe theo lời cha dạy bảo, không còn nghe những lời cha xứ của mình dạy bảo nữa. Hầu hết các linh mục vùng ấy luôn mỉa mai và chê trách cha Gioan. Người thì ghen ghét thật tình, người thì có lòng ngay nhưng thấy các anh ở của cha Gioan khác thường, không giống như các linh mục khác, tưởng cha rối đạo, muốn cha Gioan sửa đổi cách ăn ở cho giống phần đông các linh mục khác. Lúc đầu, các linh mục chỉ chê trách và nói xấu cha Gioan với nhau thôi, không để lộ cho giáo dân biết chuyện ấy. Nhưng về sau, các cha không giữ được điều ấy, nói ra ngoài cho người ta biết. Có cha khuyên giáo dân của mình đừng đi xưng tội với cha Gioan, vì cha ấy dốt nát không thuộc sách thần học, không biết cách hướng dẫn linh hồn người ta. Có cha cấm hẳn giáo dân của mình đến xứ Or xưng tội với cha Gioan. Người nào không vâng lời thì ngài đe không giải tội cho người ấy nữa. Có nhiều cha khi giảng ngày Chúa Nhật vừa khuyên vừa cấm con chiên của mình đi xưng tội với cha xứ Or, vừa nói nhiều điều xấu làm hại thanh danh cha Gioan. Người viết tiểu sử cha Gioan ghi lại: trong 10 năm, các linh mục khắp cả miền ấy, khi giảng ngày Chúa Nhật, họ nói về Thiên Chúa và cách nghĩa giảng dạy về lời Chúa thì ít, mà nói xấu cùng chê trách cha Gioan thì nhiều. Giáo dân thấy cha xứ của mình nói xấu, bôi nhọ cha Gioan, liền nghi cha xứ mình ghen tức nên càng không tin, không nghe lời các cha ấy. Họ lại rủ nhau đến xứ Or xưng tội với cha Gioan.
họ đi từng đoàn 50 người, 100 người đông hơn trước. Có nhiều linh mục chánh xứ thấy mình không bảo được giáo dân, thì viết thư trình Đức Giám Mục, xin Đức Cha giải quyết vụ này. Nhưng Đức Giám Mục lạm ngơ, không hồi âm cũng không thông báo gì. Bấy giờ, hầu hết các linh mục trong miền họp lại làm đơn kiện cha Gioan. Trong đơn ấy kể ra các việc cha Gioan làm, cách ăn ở và xin Đức Giám Mục rút cha Gioan về tòa giám mục, kẻo làm hại nhiều linh hồn và làm ố danh linh mục trong cả địa phận. Cha Gioan nghe những lời các linh mục kia chê trách và nói những điều làm hại thanh danh của mình trong cả địa phận. Cấm giáo dân không được đến xưng tội với mình, và biết các linh mục ấy đã làm đơn kiện mình nơi Đức Giám Mục, thì cha không lấy làm lạ, vì cha biết mình dốt nát kém tài, kém trí, không đáng làm linh mục coi sóc người ta. Chẳng những cha không buồn giận, không kêu trách các linh mục kia, mà chỉ nói: các cha ấy chưa biết rõ tôi, chứ nếu biết rõ hơn, các ngài còn chê trách và tố cáo nhiều điều khác nữa. Cha Gioan nghĩ, Đức Giám Mục sẽ nghe lời các linh mục kia trình, và nay mai sẽ có thư phạt mình rất nặng, sẽ bị treo trén, không cho mình coi sóc con chiên nữa, và bắt về tòa giám mục cấm túc ở đấy. Những sự khốn khó chúng ta chịu ở đời này là thập giá Chúa đã định cho chúng ta vác. Khi cha Gioan già yếu, một lần kia đang giảng, nhớ đến khi xưa các linh mục hợp nhau chê trách, vu khống mình, cha nói: thánh giá là điều quý trọng mà Thiên Chúa chỉ ban cho những người con yêu tuyển. Anh chị em phải cầu xin Chúa ban cho lòng yêu mến thánh giá, nghĩa là yêu mến sự khốn khó, thì Chúa mới ban cho anh chị em ơn ấy. Ngày xưa, Chúa đã để cho cha phải vác nhiều thánh giá nặng, phải chịu nhiều sự khốn khó, bị người ta chê trách, vu khống hơn 10 năm. Lúc đó, cha cầu xin Chúa ban cho cha ơn yêu mến thánh giá. Cha vừa xin ơn ấy thì được an ủi và vui chịu mọi sự khốn khó. Cha Gioan nói cha phải vác nhiều thánh giá nặng nề là điều có thật. Vì những con chiên khô khan xấu nết thấy các linh mục đã làm đầu trong việc chê trách, dèm pha cha Gioan, nên họ cũng bắt trước phỉ báng và vu vạ cho cha nhiều điều nặng lắm. Điều này chẳng lạ gì, vì thế gian xấu xa, mê đắm xác thịt nên cũng gán ghép cho người khác những điều hư thân và mất nết như nó. Các linh mục chê trách cha Gioan dốt nát, không biết hướng dẫn linh hồn người ta, hãm mình ăn chay mượn vẻ đạo đức bề ngoài cho thiên hạ trọng kính, ăn mặc xốc xếp, làm ô danh hàng linh mục. Còn những bộn đạo khô khan xấu nết vu vạ cho cha chơi bời trác tán, làm điều ô uế ghê tởm. Họ không dám nói những điều ấy trước mặt mọi người vì sợ người ta ghét. Họ ném đá giấu tay, viết giấy những điều vu vạ, rồi ban đêm dán trộm lên cửa và vách nhà thờ. Trong cơn bão táp thử thách ấy, cha Gioan không hề lo lắng sợ hãi, không mất bằng an tâm hồn. Cha cứ bình tĩnh vui vẻ, cứ giảng dạy, làm các việc bổn phận của mình như thường lệ. Cha làm như không hề có sự khó khăn nào. Khi cha già yếu, có người hỏi cha: trong cơn khốn khó ấy, cha có mất bằng an, có ngã lòng không? Cha đáp: bấy giờ, tôi ước ao có bề trên phạt và bắt tôi về tòa giám mục, nhưng không thấy Đức Giám Mục tỏ ý gì. Nên tôi nghĩ, tôi còn coi sứ ngày nào tôi phải làm việc theo bậc của tôi ngày ấy. Cho nên, tôi cứ làm việc như thường, chẳng bỏ việc nào. Hơn nữa, chúng ta biết những việc chúng ta làm lúc khốn khó không có sự yên ổn thì có công đẹp lòng Chúa hơn là những việc chúng ta làm lúc bằng yên
vui vẻ và được an ổn. Về sau có một linh mục hỏi cha: Thưa cha, giáo dân của con bất nhân, tệ bạc quá, con đã làm nhiều ơn cho nó, thế mà nó không biết ơn, lại còn oán thù, vu khống con nhiều điều, làm mất danh dự của con. Con nhịn đã lâu, nhưng bây giờ con không chịu nổi nữa, con không ở xứ đó được nữa. Con muốn viết thư, xin Đức Giám Mục đổi con qua xứ khác. Xin cha cho con biết ý kiến và dạy con phải làm sao. Cha Gioan đáp: Con nghĩ cha phải làm như con đã làm khi xưa. Hãy để cho người ta nói chán chê thì thôi. Khi nói chán, không còn gì để nói nữa, thì họ sẽ thôi. Đức Giám Mục đang coi sóc địa phận, lúc bấy giờ là người đạo đức sốt sắng và khôn ngoan vững chắc. Khi Ngài thấy nhiều linh mục lão thành, có công trong việc coi sóc giáo dân đã lâu năm, làm đơn tố cáo cha Gioan nhiều điều hệ trọng, nên Ngài sai hai linh mục chính của địa phận đến Suor để điều tra việc ấy. Hay cha chính địa phận đến Suor tra xét các việc cha Gioan làm, cách cha ăn ở, thì không thấy có điều gì nghịch lại lề luật giáo hội hay trái với quy tắc riêng của các linh mục. Giáo dân các nơi đến xưng tội ở đấy là do tự ý, tự nguyện người ta muốn đến. Cha Gioan không bắt buộc hay dỗ dành ai đến xưng tội với mình. Hơn nữa, muốn xưng tội ở đâu, với cha nào là tự do lựa chọn của mỗi người, không có luật nào cấm điều ấy. Cho nên, bên nguyên đơn thua, còn bên kiện lại thắng. Để an ủi bên nguyên đơn cho bớt xấu hổ vẻ mặt, Đức Giám Mục truyền cho cha Gioan từ lúc đó trở đi phải ghi lại những điều khó xử cha gặp trong tòa giải tội và cách cha đã giải quyết những điều ấy như thế nào để trình lên cho Đức Giám Mục. Bề trên xem xét những báo cáo ấy, thấy cách cha Gioan cư xử hợp với sách thần học dạy, không sai chút nào. Bấy giờ Đức Giám Mục mới bày tỏ cho các cha biết họ đã sai lầm, vu oan cho cha Gioan Vianney. Đức Giám Mục cũng tra xét về cách ăn nếp ở của cha Gioan. Ngài đi thăm xứ Art 2-3 lần xem xét các việc cha Gioan làm. Thấy cha ăn chay hãm mình, siêng năng cầu nguyện, chịu khó ngồi tòa giải tội lâu giờ, thì kính trọng và yêu mến cha Gioan như người đã tiến cao trên con đường nhân đức. Từ đấy, Ngài không im lặng khi có ai chê trách cha Gioan trước mặt Ngài nữa. 2-3 lần, Ngài khen cha Gioan trước mặt nhiều linh mục của địa phận. Phải chi địa phận chúng ta được nhiều linh mục như cha Gioan, thì đạo Công giáo làm sáng danh Chúa biết bao. Các linh mục thấy cha kính trọng, yêu mến và khen ngợi cha Gioan, nên chẳng dám giận ghét, mà đổi lòng giận ghét thành lòng quý trọng. Rồi cách cha Gioan ăn ở và đối xử hiền lành khiêm nhường với các linh mục đã cố tình làm hại mình, thì càng làm cho các linh mục ấy thêm lòng yêu mến cha hơn nữa. Có một linh mục viết thư phê bình, chê trách cha Gioan nhiều điều thầm tệ. Tôi không hiểu vì sao cha dốt nát và học kém thế mà còn dám giải tội cho người ta. Linh mục ấy còn nói nhiều điều xấu xa hơn nữa. Chẳng mấy khi cha Gioan viết thư vì cha quá bận rộn, chẳng có giờ nào rảnh mà viết thư. Nhưng lần này cha Gioan viết thư cho linh mục ấy: Trọng kính cha, con đội ơn cha muôn phần vì cha biết con rất tỏ tường và thành thật, chỉ bảo những điều lợi ích cho con. Vậy cha có lòng thương con, xin cha thương cho chót, là xin cho con được khỏi gánh nặng này. Con không gánh nổi vì dốt nát, kém trí khôn và kém nhân đức. Để cho con nghỉ, tìm nơi vắng vẻ mà ăn năn đền tội. Linh mục đã viết thư trách móc sỉ vả cha Gioan, không phải là người khô khan xấu bụng, nhưng là người đạo đức sốt sắng.
Chỉ vì cha nghe và tin lời những linh mục khác nói nên mới viết thư mà thôi. Nên khi nhận được thư trả lời rất khiêm nhường của cha Gioan, thì ngài liền nghĩ lại, biết mình đã sai trái. Sau đó ngài tìm đến cha Gioan xin lỗi và đem lòng quý mến và thường xuyên đến thăm cha Gioan. Có nhiều linh mục ghen ghét, nói xấu cha Gioan, nhưng khi gặp cha vài lần, thấy cha hiền lành, khiêm nhường thì thay đổi. Trước ghen ghét nói xấu bao nhiêu, nay kính trọng và khen ngợi bấy nhiêu. Sau 10 năm bảo táp thử thách ấy, hầu hết các linh mục trong địa phận đều kính trọng và kháng phục cha Gioan. Vào tình yêu mãi treo niềm tin con bước, một đời hiến dâng Chúa ơi vinh phúc thiên đàng, ngọt ngào lắm thay Chúa ơi thỏa tình con thơ. Nơi ngài bờ bến bình an, thuyền con trôi dạt giữa dòng gian truân bão tố ngập lòng, mong manh số phận kiếp người có ngài dìu dắt đời con bình an, con hằng vững lòng tin yêu theo Chúa trọn đời, trung kiên sống đời hiến đời hiến dâng Chúa ơi mong ước theo ngài, chọn cuộc tình con xin đưa dành riêng cho Chúa, một lòng sắt son Chúa ơi con hiến dâng ngài, chọn tình thủy chung Chúa ơi thỏa tình con thơ. Nơi ngài bờ bến bình an, thuyền con trôi dạt giữa dòng gian truân bão tố ngập lòng, mong manh số phận kiếp có ngài dìu dắt đời con bình an, con hằng vững lòng tin yêu theo Chúa trọn đời, trung kiên sống đời hiến dâng. Nơi ngài bờ bến bình an, thuyền con trôi dạt giữa gian truân bão tố ngập lòng, mong manh số phận kiếp người có ngài dìu dắt đời con bình an, con hằng vững lòng tin yêu theo Chúa trọn đời, trung kiên sống đời.
trọn đời, trung kiên sống đời hiến dâng. Phần thứ hai, những sự khốn khó xảy ra bởi ma quỷ. Chắc chắn ma quỷ giận ghét và quấy phá các thánh. Những ai độc hành các thánh đều biết điều ấy. Khi xưa ma quỷ đã cám dỗ Chúa Giê-xu nơi hoang địa, đã quậy phá, đánh đập và dọa nạt thánh An-tôn tu rừng, thánh Hilario, thánh Phan-xi-cô, ma quỷ cũng đã bóp cổ, cố tình giết thánh An-tôn Pandua 2-3 lần. Thánh nào càng làm sáng danh Chúa, càng cứu được nhiều linh hồn ra khỏi tay nó bao nhiêu, nó càng giận ghét, quấy phá và cố tình làm hại các thánh ấy bấy nhiêu. Vì cha Gioan làm sáng danh Chúa và cứu được nhiều linh hồn nên ma quỷ giận lắm, quấy phá cha suốt 35 năm trọn. Vì cha rất khiêm nhường nên hay giấu các nhân đức và các việc lành mình làm, kẻo người ta biết mà trọng kính mình. Còn ma quỷ quậy phá thì cha sẵn lòng tỏ cho thiên hạ biết, có ý cho người ta khinh dễ, coi thường cha như người tội lỗi. Trước tiên, ma quỷ cám dỗ cha Gioan về sự kiên trì để chán nản bỏ việc bổn phận. Tự nhiên, cha lo lắng bối rối về những tội cha đã phạm từ bé, coi những tội nhẹ của mình đã phạm trở nên thật nặng nề, ghê tởm, nghĩ rằng mình là đầy tớ vô ích, không đáng làm linh mục, hướng dẫn coi sóc linh hồn người ta. Ngài luôn xem thấy cửa hỏa ngục mở sẵn chờ đón mình, nên đêm ngày lo lắng không yên tâm chút nào. Cha phải chịu cơn bối rối lo lắng ấy một thời gian dài, nhưng vì cha tin tưởng một cách kiên vững vào Chúa Giê-xu nhân lành vô cùng đã đổ máu ra cho mọi người được rồi, nên cha có thể nói như thánh Gióp xưa rằng: dù Đức Chúa Trời có giết tôi cứ trông cậy vào người. Vì thế, cha vẫn vững lòng làm các việc bổn phận của mình cách chu đáo, không bỏ một việc nào. Ma quỷ thấy không cám dỗ được cha bề trong thì quấy phá cha bên ngoài. Cha Gioan đã kể ra những mưu trước ma quỷ làm như sau: khi tôi về xứ ạ được 6 năm và đã lập viện cô nhi thì ma quỷ mới quấy phá tôi lần đầu. Có một đêm tôi sắp đi ngủ vì đã khuya lắm, thì thấy đập ở ngoài cổng ngoài 3 cái rất mạnh, chẳng khác gì có người lấy búa phá cửa. Tôi ra mở cửa và hỏi: Ai đấy? Nhưng chẳng có ai thưa, cũng chẳng thấy ai cả, nên tôi lại lên giường ngủ. Vừa chợp mắt, tôi lại nghe thấy tiếng đập 3 cái mạnh hơn 3 cái trước, mà lần này chúng đập cửa liền với phòng tôi nằm. Tôi trỗi dậy và ra hỏi như lần trước, nhưng cũng chẳng thấy ai. Khi ấy, ông tiên chỉ làng ạc mới dâng cúng cho nhà thờ những đồ quý để trong phòng, nên tôi đoán là kẻ trộm muốn lấy những đồ ấy chăng. Vì vậy, tôi bảo với ông trưởng thôn cắt mấy người canh gác nhà xứ ban đêm. Đêm nào, các người canh gác đều nghe thấy tiếng đập nơi cửa này, đẩy cửa kia rầm rầm, nhưng khi chạy đến thì chẳng thấy ai. Đêm nào cha Gioan cũng nghe tiếng đập như vậy nên sợ hãi, kinh khiếp không ngủ được, yếu nhược xanh xao hơn trước nhiều. Con chiên trong xứ thương cha và lo lắng, sợ cha sanh bệnh nên cử người cầm súng canh gác cả bốn mặt nhà xứ và cả trên gác chuông nhà thờ. Nhưng đều vô ích, vì đêm nào tiếng đập cùng đẩy cửa rầm rầm vẫn xảy ra nơi này nơi kia, khiến những người canh trùng mình sợ hãi vì chẳng thấy ai hết. Có một đêm, những người canh gác sợ quá phải tri hô lên: cha Gioan ở trong nhà,
chạy vội ra xem xét mọi nơi, không thấy ai. Bấy giờ, cha Gioan và mọi người đều tin là ma quỷ làm những việc ấy, chứ không phải do con người. Lúc ban đầu, cha Gioan tưởng kẻ gian làm thì sợ hãi kinh khiếp. Nhưng khi cha Gioan biết chắc là do ma quỷ quậy phá, nhát mình, cha chẳng còn sợ hãi gì nữa, nên bãi bỏ những phiên canh gác đêm, không cho người canh gác nữa. Lúc đầu, ma quỷ ở bên ngoài, không vào trong nhà nhưng về sau. Từ khi cha Gioan cho những người canh gác về, thì đêm nào nó cũng vào trong phòng cha, đánh đổ ghế ngồi, bàn viết, mở tủ, mở rương, lục lạo khắp nơi và cứ liên tục kêu tên cha Gioan. Viene, viene. Rồi chúng chửi rủa, mắng nhất cha là thằng ăn khoai. Có lần nó đe dọa cha rằng: Bớ viene, ta sẽ đánh, sẽ trị mày, tao sẽ bắt mày, này tụi tao xém tóm được mày rồi. Có khi như thờ một đống đinh vào cột nhà, cưa xà, đục chỗ nọ, khoan chỗ kia. Khi thì nó lấy tay đập trên mặt bàn, trên chậu rửa mặt kêu bùm bùm như người đánh trống. Có đêm cha Gioan nghe như có toán quân tập trận ở ngoài sân, hay có người đi giày, đi vuốt kêu lập cợp ở hàng hiên suốt đêm. Có đêm nó đến giường, giật mùng rất mạnh, như muốn xé nát cái mùng ra và rung giường cho cha rơi xuống đất. Vì sao ma quỷ quấy phá cha Gioan như vậy? Ma quỷ quấy phá cha có nhiều lý do. Một là nó có ý bắt ép cha bỏ việc bổn phận, bỏ việc cứu thoát những linh hồn khỏi tay nó. Chính ma quỷ đã dùng miệng của một người đàn bà bị quỷ ám mà nói với cha Gioan điều ấy, như chúng ta sẽ thấy ở đoạn tới. Hay là ma quỷ muốn giết cha Gioan, nhưng vì Thiên Chúa không cho phép nên nó quấy phá luôn. Ngủ và ăn uống là những điều rất cần cho thân xác được sống, có sức mà làm việc. Vì cha Gioan đã ăn chay hãm mình quá nhiều, nay mà không ngủ được nữa thì chỉ có chết chứ không sống được. Nên ma quỷ quấy phá cha đêm ngày, không cho cha ngủ để sinh bệnh mà chết, không còn cứu được các linh hồn, không phá mưu trước của nó nữa. Việc ma quỷ quấy phá và hù dọa cha Gioan đồn thổi ra khắp mọi nơi. Những người giáo dân lấy làm lạ, không hiểu tại sao ma quỷ dám quấy phá linh mục có tiếng nhân đức như thế. Có nhiều linh mục không tin ma quỷ quấy phá cha. Các đấng ấy quả quyết rằng chẳng có ma quỷ nào quấy phá cha Gioan. Chỉ bởi cha ăn chay hãm mình quá sức và thức đêm không ngủ được nên sanh bệnh tâm trí mơ màng. Nếu như cha chịu khó ăn uống, ngủ được như người ta, thì sẽ chẳng còn ma quỷ nào quấy phá mình cả. Năm 1826 là năm ban ơn toàn xá. Cha Gioan đi giảng tĩnh tâm ở xứ kia gần Ort. Có nhiều linh mục khác cũng đến đấy nữa. Bấy giờ trong miệng, người ta đang bàn tán về những việc ma quỷ quấy phá và hù dọa cha Gioan. Một hôm, trong lúc giờ cơm tối, các linh mục cũng nói đến điều ấy. Có cha chọc kẹo cha Gioan, có đấng khuyên cha Gioan rằng: Cha đừng ăn chay hãm mình quá, hãy ăn uống bình thường như chúng tôi, thì cha sẽ khỏi bị ma quỷ quấy phá. Lại có linh mục nói nặng lời, làm buồn lòng cha Gioan. Cha bị bệnh tâm trí, cha thuộc loại vợ người, và nhiều điều khác nữa. Cha Gioan im lặng không thưa lại lời nào. Nửa đêm, lúc mọi người trong nhà xứ ngủ yên, bỗng dưng nghe tiếng đập và tiếng đẩy cửa rầm rầm. Nhà cửa chuyển động, nghiêng bên này, xiêng bên kia như gần sập. Lập tức mọi người thức giấc, sợ hết vía. Các đấng chạy đến phòng cha Gioan nằm, thấy cha đang ngủ mệt, liền đánh thức dậy và nói: Cha dậy đi, vì nhà sắp sụp rồi. Cha Gioan đáp:
Các cha đừng sợ, xin các cha cứ nghỉ đi. Các cha thấy cha Gioan ung dung, bình tĩnh thì bớt sợ hãi mà đi ngủ. Độ một tiếng sau, lúc cả nhà còn đang ngủ, thì nghe tiếng gọi mở cổng. Cha Gioan dậy mở cổng, thì gặp một người rất khô khan tội lỗi từ xa đến xin xưng tội. Cha đưa người ấy vào nhà thờ để giải tội, rồi cha ở lại nhà thờ đọc kinh cầu nguyện cho đến giờ làm lễ. Đêm nào, ma quỷ cũng quấy phá cha, không cho ngủ. Cha vui mừng vì biết đó là dấu hiệu sắp có người khô khan tội lỗi tìm đến mình để xưng tội. Mà thật như vậy, vì khi mở cổng nhà xứ để ra khỏi nhà thờ, thì cha thường gặp người tội lỗi ăn năn trở lại đến xưng tội với cha. Ma quỷ biết nên nó tức giận, ghen ghét và quấy phá như vậy. Ma quỷ không chỉ quấy phá cha Gioan một kiểu cách, thỉnh thoảng nó lại đổi kiểu. Có đêm nó nằm dưới gầm giường của cha mà la hét. Có lúc nó chui rút vào trong cái gối của cha mà rên rỉ cả đêm như cha bị bệnh. Có một đêm nó lấy hình chiếc gối mềm như bông. Khi cha Gioan gối đầu vào thì nó kêu: "Úi cha, úi cha!" Lần ấy cha kinh khiếp quá sức. Năm 1826, cha đi giúp tịnh tâm ở một xứ lân cận, đem nhiều người tội lỗi về với Chúa nên ma quỷ quấy phá cha dữ lắm. Đêm nào nó cũng kéo giường cha nằm, kéo đi kéo lại trong phòng cả đêm. Một lần cha ngồi giải tội mà thấy tòa giải tội và ghế cha ngồi tròng trành, nhấp nhô như thuyền nhỏ đi trên sông lúc sóng lớn. Cha Gioan có treo ở ngoài cửa phòng một mẫu ảnh Đức Mẹ mà cha rất tôn kính và yêu mến ảnh ấy cách đặc biệt. Ma quỷ biết như thế nên chọc tức cha bằng cách lấy bùn nhơ bôi vào ảnh ấy. Đêm nào cũng bôi bùn vào ảnh nên cha Gioan phải cất ảnh đi. Ma quỷ hay đốt nhà người ta. Điều này có thật vì có nhiều câu chuyện làm chứng. Nó không đốt nhà cha Gioan nhưng đốt giường cha nằm. Sáng ngày hôm ấy, người ta thấy khói trong phòng cha Gioan thoát ra lối cửa sổ nhiều lắm. Khi đến xem, họ thấy giường chiếu, mùng mền và mấy màu ảnh đã cháy ra trò và lửa vừa mới tắt. Lúc ấy, cha Gioan đang làm phép ảnh tượng ngoài nhà thờ. Cha bảo với vị linh mục kia rằng: "Con nghèo, chỉ có mỗi cái giường thôi mà ma quỷ cũng vừa đốt rồi." Không ai kể hết các cách ma quỷ quấy phá cha Gioan. Cha có một bình sứ đẹp đựng nước phép trong phòng, ma quỷ cũng đập cho vỡ nát. Cha có một hũ thuốc để bóp chân, nó cũng đập vỡ luôn. Có một linh mục thân quen đến thăm cha Gioan, ở lại xứ Ars một tuần lễ và nằm cùng phòng với cha Gioan. Sau đó có người hỏi cha ấy rằng: "Cha nằm trong phòng cha Gioan một tuần lễ có nghe thấy ma quỷ làm gì không?" Linh mục ấy đáp: "Đêm nào cũng nghe tiếng ma quỷ chạy ầm ầm trong phòng. Khi thì nó lật đổ ghế ngồi, bàn viết, lúc thì nó la lối, cứ tên tục cha Gioan mà réo: "Ớ Vianney, Vianney ơi, mày cút đi, chứ mày ở lại đây làm gì? Sao không xin về hưu đi? Sao không xin người mặc áo tím về quê ở ẩn đi?" Và nhiều điều khác nữa. Nghe những điều ấy tôi khiếp sợ, rợn tóc gáy, nhưng thấy cha Gioan đang ở bên cạnh nên tôi bớt sợ. Ma quỷ quấy phá cha Gioan. Cha Gioan hay nói đến việc ma quỷ quậy phá và hù dọa mình, có ý cho người ta khinh dễ coi thường cha. Nhưng cha giấu không cho ai biết những phương cách cha dùng để chống trả ma quỷ, vì cha không muốn cho ai biết mà khen ngợi. Cha chỉ kể đôi ba lần về chuyện đó thôi. Ma quỷ tinh quái và nhiều mưu trước, nhưng nó rất hèn yếu. Trước đây ba ngày,
Nó làm ầm ĩ trong phòng tôi, như thể có hàng trăm xe cộ chạy đi lại trên sàn. Còn đêm hôm qua, một lũ quỷ đông như đi hội, chúng đi đi lại lại trong sân. Nói tiếng gì tôi không hiểu, nhưng tôi chỉ làm dấu thánh giá. Lập tức chúng yên lặng ngay và biến mất. Có một đêm, ma quỷ phá phách hơn mọi khi, hầu như tôi không thể nào chợp mắt được. Bây giờ tôi than thở với Chúa. Lạy Chúa, con bằng lòng thức suốt đêm để những người có tội ăn năn trở lại. Tôi vừa than thở mấy lời, ma quỷ liền biến đi ngay. Một đêm khác, ma quỷ cũng quấy phá, nên tôi nói với chúng: ngày mai, tao sẽ kể cho trẻ mồ côi biết những mưu chức thâm độc của chúng mày làm để khinh rẻ chúng mày. Tôi vừa dứt lời thì ma quỷ đi ngay và để cho tôi yên. Ma quỷ quấy phá và treo cha Gioan để cho cha nổi giận, nhưng cha vẫn luôn hiền lành nhịn nhục, không hề mắc mưu nó. Cha không xem thấy ma quỷ bao giờ, và ma quỷ cũng không hề mang lấy hình phục gì cho cha xem thấy. Chỉ có một lần, khoảng 3 giờ sáng, khi cha cầm đèn ra nhà thờ thì thấy có một con chó lớn bằng con bê, đen như mực, đang bới mộ của một người mà khi chết không được chịu các đá bí tích sao hết và mới chôn được 3 ngày. Cha trông thấy nó 3 lần. Mỗi lần trông thấy, cha làm dấu thánh giá vì nó biến đi. Nhiều lần khác, ma quỷ lấy hình con dơi bay lượn trong phòng và xung quanh giường cha nằm. Chúng bám vào đèn hay vách tường. Ma quỷ quấy phá cha Gioan 35 năm tròn. Trong mấy năm khi cha gần qua đời, ma quỷ bớt quấy phá hơn. Và 6 tháng trước khi cha qua đời thì thôi hẳn, nó không quấy phá cha nữa. Nhiều lần cha Gioan trừ quỷ ám vào người ta. Có một lần, khi cha trừ quỷ ám nơi người đàn bà kia, quỷ dùng miệng người đàn bà ấy chửi rủa, trách móc cha nhiều lời ghê gớm. Sau đây là một số lời ma quỷ trêu trách và lời cha đã hỏi nó. Quỷ nói qua miệng người đàn bà: tao được sống đời đời. Cha Gioan hỏi: như vậy, ở thế gian này, chỉ có một mình mày được sống mãi không chết à? Quỷ đáp: cả đời ta chỉ phạm một tội, mà tội đó tao luôn xúi người ta phạm. Mày hãy giơ tay lên làm phép tha tội ấy cho tao. Đừng ngần ngại, vì nhiều khi mày cũng ban phép sát đãi cho những tôi tớ của tao, dù chúng không có lòng ăn năn. Cha Gioan hỏi bằng tiếng Latin: mày là ai? Nó đáp: tao là thủ lãnh. Rồi nó nói với cha Gioan bằng tiếng Pháp: ớ, cóc đen xấu xa kia, mày làm khổ tao lắm. Mày hãy đánh nhau với tao, xem ai thắng ai thua. Có nhiều lần mày vô ý giúp việc cho tao, đó là khi mày ban phép xá giải cho những người không thật lòng ăn năn trở lại. Sau mày giúp nó xét mình kỹ quá vậy. Đã có tao giúp nó rồi. Cha Gioan hỏi: trước khi xét mình, ai cũng cầu xin Chúa soi sáng cho mình biết tội và ghét tội. Sao mày lại nói là mày giúp người ta xét mình? Quỷ đáp: có người chỉ cầu xin Chúa Thánh Thần bằng môi bằng miệng, nên Chúa Thánh Thần không soi sáng cho nó. Chính tao giúp nó xét mình. Tao ở trong nhà thờ, ngồi bên kẻ chờ xưng tội. Mày không trông thấy tao, vì tao là thần linh không có xác. Tao vui lắm khi thấy những kẻ cười cờ nói chuyện lúc chờ xưng tội. Đừng nghĩ rằng tất cả những ai xưng tội với mày đều được khỏi tội cả đâu, vì vẫn có người mất linh hồn. Hơn nữa mày là đứa tham lam. Cha Gioan hỏi: tao chẳng có của gì. Nếu tao có của cải gì,
đều cho người nghèo hết, sao mày lại bảo tao tham lam cái gì? Quỷ đáp: mày không tham lam vàng bạc của cải, mày chỉ tham lam linh hồn người ta. Mày ra công sức cướp lấy linh hồn những kẻ làm đầy tớ cho tao và đang ở dưới quyền của tao. Mày có sức cướp được bao nhiêu linh hồn thì mày đã cướp bấy nhiêu, nhưng tao sẽ lấy lại. Mày là đứa nói dối. Từ xưa đến giờ mày nói nhiều lần mà mày sẽ nghĩ, xin về hưu, không coi sóc xứ này nữa. Sao mày không về hưu, không đi khỏi xứ này đi? Sao mày cứ ở đây mãi vậy? Có nhiều người đã xin về hưu, xin nghỉ mọi việc, trong khi mày mỏi mệt, đã khó khăn nhiều, sao mày không bắt chước các người ấy mà xin về Lyon? Nhưng mày có về Lyon thì mày cũng sẽ tham lam như ở đây, chứ chẳng không đâu. Có lần mày muốn tìm nơi vắng vẻ mà ăn năn đền tội và dọn mình chết, sao không làm đi? Sao ở đây mãi vậy? Hai điều quỷ nói trên là đúng, vì cha Gioan đã dự định về Lyon và cha muốn bỏ xứ tìm nơi vắng vẻ để ăn năn đền tội. Cha Gioan hỏi quỷ: mày còn kêu trách tao điều gì nữa? Quỷ đáp: ngày lễ chủ nhật vừa rồi, tao đã làm cho mày bối rối đàn lúc mày làm lễ, mày có nhớ không? Ngày hôm nay mày nhận được một lá thư của người mặc áo tím gửi cho, nhưng bởi tao làm cho chia trí, người ấy đã quên một điều can hệ trong thư ấy. Về sau người ấy nhớ lại, nhưng đã muộn vì thư đã gửi rồi. Hai điều quỷ nói đây là thật, vì chính cha Gioan kể, vào chủ nhật thứ hai sau lễ hiển linh, từ lúc bắt đầu lễ cho đến lúc đọc thánh thư, cha thấy bối rối khó chịu lắm. Cha chưa bị như thế bao giờ. Ngay hôm ấy, cha cũng nhận được thư của Đức Giám Mục gửi. Cha Gioan hỏi: Đức Giám Mục có cho tao về hưu và nghỉ việc coi sóc linh hồn người ta không? Quỷ đáp: dù nó thương mày lắm thì nó cũng chẳng cho mày điều ấy. Nếu mà không có con kia thì mày đi khỏi xứ này lâu rồi. Chúng tao đã làm hết sức để xúi tên mặc áo tím đưa mày ra khỏi nơi này, nhưng không được, vì con ấy không đặt mày ra khỏi xứ này. Người mặc áo tím cũng có tính tham lam chẳng kém mày bao nhiêu. Nó cũng là rầy rà, làm khốn cực tao lắm. Nhưng đôi khi tao lừa được nó. Thí dụ, trong địa phận có một thói xấu thiệt hại lắm mà nó không biết để trừ khử đi, vì tao che mắt nó, không cho nó xem thấy. Ơ, cóc đen kìa, mày hãy giơ tay tha tội cho tao. Mày hay tha tội cho những đứa tội lỗi man trá, chẳng kém tao bao nhiêu. Mày dại nếu nghĩ rằng những đứa mày giải tội cho đều thật lòng ăn năn và được khỏi hết mọi tội, nhưng không được tất cả đâu. Vì có người không thật lòng ăn năn, lại có người thật lòng và được khỏi tội bấy giờ, nhưng chẳng bao lâu nó lại sa ngã mà về làm tôi tớ của tao. Trong những con chiên xứ ả của mày cũng có một số người có tên trong sổ người làm đầy tớ của tao. Cha Gioan hỏi: vị linh mục kia thế nào? Mày có tin ông ấy không? Cha Gioan kể tên một vị linh mục đạo đức sốt sắng. Rồi quỷ đáp: tao ghét nó lắm. Vừa nói vừa tỏ nét mặt rất giận dữ. Rồi cha Gioan hỏi: còn vị linh mục này thế nào? Vị linh mục này mang tiếng khô khan, trẻn mạn. Rồi quỷ đáp: tên này tử tế lắm. Ta muốn thế nào thì nó cho tao như vậy, không ngăn trở ta bao giờ. Trong lúc cóc đèn chúng bay cũng có nhiều người đàng hoàng tử tế, không rầy rà làm khốn tao như mày đâu. Chúng nó là bọn tao là bạn hữu chí thiết với nhau. Tao giúp lễ chúng nó làm lễ cho tao. Cha Gioan hỏi:
mày có giúp lễ cho tao bao giờ không? Quỷ giận dữ, văn tục rồi nói. Mày hỏi lắm vậy. Nếu không có con kia che chở mày, thì tao đã triệt hạ mày từ lâu rồi. Nhưng để từ từ, mày còn sống. Nhưng có ngày, tao sẽ triệt mày. Từ xưa đến nay, tao đã đánh ngã biết bao nhiêu người giỏi giang mạnh mẽ hơn mày. Sao mày thức sớm quá làm gì? Tên mặc áo tím đã bảo phải giữ mình cho vừa phải, không được làm việc cực nhọc quá. Sao mày không vâng lời nó? Phép chỉ buồn làm lễ và đọc kinh nhật tục thôi. Sao mày cầu nguyện đêm ngày làm chi? Luật chỉ buộc giảng dạy ngày chủ nhật, lễ trọng và các ngày trong tuần tĩnh tâm thôi. Sao mày giảng giải và cắt nghĩa giáo lý hết mọi ngày trong tuần vậy? Mày không sợ người ta nghe mãi mà chán sao? Có nhiều linh mục cả đời có soạn được một bài giảng nào đâu. Chỉ mượn bài của người khác, cũng có nhiều linh mục chẳng dọn bài thay, chỉ làm qua lần chiếu lệ. Thế mà bấy nhiêu người ấy vẫn giảng được. Sao mày không bắt chước nó? Sao mày thức khuya khó nhọc, hao tổ tinh thần dọn bài giảng kỹ càng làm chi vậy? Khi mày cắt nghĩa giáo lý, có nhiều người thích nghe, nhưng cũng có nhiều người chán nản buồn ngủ. Cha Gioan lại hỏi, mày nghĩ thế nào về những người rượu chè, cờ bạc, trai gái, xem hát, lấy của người khác, lỗi đức công bằng? Quỷ đáp, những kẻ ấy là chân tay của tao, tao thương chúng cách riêng. Cha Gioan hỏi quỷ những điều ấy trước bàn thờ kính thánh Gioan Bautista vào chiều ngày 23 tháng 1 năm 1840. Có 8 người làm chứng. Sau đó mấy năm, cha Gioan trừ quỷ ám vào một người đàn bà khác, thì quỷ cũng dùng miệng người ấy mà nói với cha rằng, ôi, mày làm khổ tao dường nào. Nếu như thế gian này có 3 đứa như mày thì tao mất hết mọi đầy tớ, không còn ai theo tao nữa. Mày đã cướp của tao hơn 80.000 linh hồn, những kẻ làm tôi tớ cho tao rồi. Mày còn muốn cướp thêm mấy chục ngàn nữa sao? Theo quy tắc của giáo hội, để được trừ quỷ phải được đức giám mục cho phép đặc biệt. Nhưng cha Gioan nghĩ mình không có nhân đức và công nghiệp để cán đáng việc ấy, nên không dám xin đức giám mục. Khi có ai đem người bị quỷ ám đến, thì cha bảo nó kêu vang cầu xin thánh nữ Philomena một tuần 9 ngày. Sau đó làm dấu thánh giá trên người bị quỷ ám, thì quỷ xuất ra ngay. Phần thứ hai, Thiên Chúa chữa bệnh cho cha Gioan. Cha Gioan ăn chay hãm mình, thức suốt đêm và làm việc nặng nhọc luôn, mà không nhiễm bệnh và chết. Đó là một sự lạ lùng. Ai cũng tin là Chúa ban sức riêng nên cha mới sống và làm việc như thế được. Trong 25 năm đầu coi xứ Ọt, cha chẳng bị bệnh nặng đến nỗi phải nằm liệt giường bao giờ, nhưng thường hay nhức đầu, buốt ốc, đau bụng, khó chịu trong mình luôn. Vì cha không uống thuốc, không nghỉ ngơi, luôn cố gắng làm hết mọi việc, chẳng bỏ việc nào, nên phải chịu các chứng ấy cả đời cho đến chết. Vì cha làm việc nặng nhọc suốt ngày, nên cha kiệt sức đến nỗi cha nói rất nhỏ, nói không ra tiếng. Khi từ nhà thờ trở về phòng, thì phải bám theo tường cho khỏi ngã. Nhưng qua một đêm, Chúa lại bổ sức cho cha, đến sáng thì khỏe lại, nên vẫn làm hết các việc. Đến năm 1842, tối ngày 3 tháng 5, cha chuẩn bị giảng như mọi khi. Vừa giảng được vài câu, cha thấy đau đớn khó chịu trong mình, không giảng được nữa, phải về nhà nằm. Cha bắt đầu ho, đau mình nhức xương và nóng sốt. Hôm sau bệnh trở nặng, ba bác sĩ khám bệnh xong thì cho biết bệnh nguy tử, không chữa được. Khi những người làng Ọt biết cha xứ mình bệnh rất nặng không chữa được, họ bỏ hết mọi việc mà chạy vào nhà thờ
kêu vang cầu xin đêm ngày. Kẻ khấn thánh Gioan Bautista, người khấn thánh Philomena, họ đốt nến sáng rực các bàn thờ. Đêm ngày trong nhà thờ râm ran tiếng đọc kinh và tiếng khóc, van xin Chúa thương đến cha xứ. Có nhiều linh mục quen biết với cha Gioan kể lại: khi nghe tin cha Gioan đau nặng gần chết, tôi đến thăm. Đến làng Ọt, tôi thấy mọi người buồn bã khóc lóc, người nào người nấy mặt mũi âu sầu như khi nhà có tang. Kẻ vào xứ thăm cha, người vào nhà thờ cầu nguyện kêu vang, tôi cũng thấy 200-300 người ở tứ phương thiên hạ kéo đến để xưng tội với cha Gioan. Có người đi đường mất một tuần, có người mất cả tháng mới đến được đây. Mà bây giờ cha Gioan bệnh nặng, chưa xưng tội được. Họ cũng đi quanh quẩn chung quanh nhà thờ, nhà xứ buồn bã âu sầu. Dân làng Ọt và người tứ xứ biết cha Gioan đang dọt mình chết, không sống được nên họ ước ao xem thấy mặt cha và xin cha giải tội cho mình một lần sau hết. Nhưng các bác sĩ sợ nhiều người vào nhà xứ, đến vào phòng cha năn nỉ khóc lóc sẽ làm bệnh cha nặng hơn và mau chết, nên họ ra lệnh cấm vào thăm và cắt cử người canh giữ cẩn mật, không cho ai vào. Tôi vào phòng thấy cha yếu lắm, không biết ngài có sống nổi không, nên thưa cha, cha bỏ chúng con sao? Cha đáp: tôi bỏ xác dưới đất, còn linh hồn lên trên kia. Vừa nói vừa lấy tay chỉ lên trời. Thấy cha bệnh nặng quá, tôi thương lắm, nước mắt cứ trào ra, không nói được lời nào nữa. Các linh mục giúp các xứ lân cận thấy bệnh tình cha ngày một nặng hơn, và các bác sĩ nói không còn sống bao lâu nữa, nên muốn ban các phép bí tích sâu hết cho cha Gioan. Nhưng sợ giáo dân của cha biết, họ vào khóc lóc van đài làm khó cho bệnh nhân, nên các ngài không muốn đánh chuông, không muốn cho ai biết. Cha tuy bệnh nặng nhưng tai vẫn nghe các linh mục bàn thảo điều ấy, nên cha bảo: xin các cha truyền đánh chuông cho bổn đạo biết mà cầu nguyện cho tôi, vì con chiên phải đến cầu nguyện cho cha linh hồn lúc dọn mình chết mới phải. Khi nghe tiếng chuông, mọi người đến nhà thờ đông đủ, đi theo linh mục đưa mình thánh cho cha Gioan lãnh nhận như của ăn đàn. Nhưng chỉ có các linh mục được vào trong phòng, còn giáo dân phải quỳ ngoài hè, ngoài sân, vừa đọc kinh vừa khóc. Trước khi cho rước lễ, linh mục hỏi: cha có tin các điều trong đạo buộc phải tin không? Cha Gioan thưa: con vốn tin các điều ấy vững vàng, không hề hồ nghi bao giờ. Linh mục ấy hỏi tiếp: cha có tha thứ cho những người giận ghét và làm mất lòng cha không? Cha thưa: nhờ ơn Chúa, con chẳng hề buồn giận hay ghen ghét ai bao giờ. Cha Gioan chịu các bí tích sâu hết ngày 10 tháng 5. Đến sáng sớm ngày hôm sau, bác sĩ đến bắt mạch liền bảo: mất mạch rồi, người bệnh chỉ sống được mấy phút nữa thôi. Cha Gioan nghe thấy rõ ràng lời bác sĩ nói. Lúc ấy, cha thấy đã đến giờ mình phải ra trước tòa Chúa Giêsu để chịu phán xét, nên khiếp sợ, kêu vang Thiên Chúa cho mình sống thêm ít lâu nữa. Sau đó một tháng rưỡi, khi cha khỏi bệnh về nhà quê tĩnh dưỡng và thăm anh em vài ngày, cha có kể điều ấy với người chị ruột: khi chị giúp người hấp hối, sắp lìa đời, nếu thấy họ mê man, bất tỉnh, không còn nói năng hay cử động được, thì cứ phải giúp mãi cho đến khi nó chết thật. Vì nhiều khi bên ngoài kẻ liệt xem ra mê man bất tỉnh, không biết gì, nhưng tâm trí của họ vẫn tỉnh táo, vẫn nghe thấy lời người ta nói với mình. Cách đây hơn một tháng, em bị bệnh nặng, hầu như mê man bất tỉnh.
lúc đó. Không còn ai giúp em lời nào nữa. Vì nghĩ em không còn nghe thấy, không còn biết gì. Nhưng thật sự lúc ấy em tỉnh và biết cả khi bác sĩ bắt mạch em và bảo người bệnh chỉ còn sống được mấy phút nữa thôi. Bây giờ em nghĩ mấy phút nữa mình phải tới trước tòa Chúa Giê-xu thì khiếp sợ, kinh hãi quá sức. Và nhớ rằng còn 200-300 người ở xa đứng xưng tội đang còn chờ trong nhà thờ. Em kêu xin Đức Mẹ Thánh Philomena cầu bầu cho em. Lúc ấy em cầu xin rằng: Lạy Chúa, nếu con còn làm ích cho các linh hồn mà Chúa đã lấy mình máu mà chuộc, thì xin Chúa cho con sống thêm mấy năm nữa. Em vừa xin với Chúa lời ấy xong thì liền thấy bệnh thuyên giảm và sức lực phục hồi rất mau. Đó là cha Gioan kể với người chị ruột của cha. Người viết tiểu sử cha Gioan ghi lại: Sáng hôm sau, bác sĩ bắt mạch và bảo với những người đang hiện diện ở đấy biết là cha Gioan đã mất mạch và sắp chết. Lúc ấy, ngài xin một linh mục thân thiết với cha làm một lễ cầu cho cha ở bàn thờ kính thánh Philomena. Vị linh mục vừa bắt đầu làm lễ thì cha Gioan hết sốt và thiếp đi độ 15 phút đồng hồ. Khi thiếp đi như vậy, một thầy ngồi canh chừng bên giường nghe cha thì thầm gọi tên thánh Philomena 2-3 lần. Thầy này phỏng đoán là lúc ấy thánh Philomena hiện đến in ủi và chữa bệnh cho cha. Vì khi vị linh mục vừa làm lễ xong thì cha tỉnh dậy và nói: Bây giờ tôi thấy trong mình khác thật lắm. Tôi đã khỏi bệnh rồi. Và từ lúc đó bệnh tình thuyên giảm, sức khỏe cha từ từ hồi phục. Cả làng Ọt và dân tứ xứ đang ở đấy đều nói: Thánh Philomena bầu cử cho cha sống 15 năm nữa. Cha Gioan khỏi bệnh, trước là nhờ ơn Chúa, sau là nhờ ơn Đức Mẹ và Thánh Philomena cầu bầu. Nhưng cha còn yếu lắm nên chưa ra khỏi giường được, còn phải nghỉ và uống thuốc một thời gian mới hy vọng làm việc được như trước. Cha giải tội buộc cha Gioan phải vâng lời bác sĩ trong mọi sự. Bác sĩ bắt uống thuốc nào, ăn thức ăn gì, cha phải uống thuốc, ăn uống thứ ấy. Cha Gioan vâng lời nhưng rất khó khăn và phải ép mình. Có một lần cha nói đùa với ông tiên chỉ làng Ox rằng: Kỳ này tôi đang đánh một trận lớn. Ông tiên chỉ hỏi: Thưa cha đánh trận nào vậy? Cha Gioan đáp: Bốn ông bác sĩ bắt ép tôi uống thuốc nọ ăn của kia mãi. Nếu có rước thêm một bác sĩ nữa thì tôi e chết mất, không sống nổi. Nhờ ơn Chúa, cha rất mau hồi phục. Cha rất ước ao ra nhà thờ làm lễ tạ ơn Đức Mẹ và Thánh Philomena. Cha nói: Thân xác tôi đã khỏe mạnh, no nê, nhưng linh hồn tôi thật đói khát. Tính đến ngày 19 tháng 5 thì đã được 16 ngày cha không vào nhà thờ. Nên dù còn rất yếu, cha cũng nhờ thầy coi bệnh cõng mình ra nhà thờ. Cha sắp mình xuống trước bàn thờ chính, có đặt mình thánh Chúa một lúc lâu, rồi đến cầu nguyện trước bàn thờ kính thánh Philomena. Sau đó mấy ngày, cha có thể làm lễ được, nhưng vì còn yếu, không thể giữ chay cho đến sáng, nên phải làm lễ nửa đêm. Quá nửa đêm một chút, cha vịn vai một thầy ra nhà thờ làm lễ. Con chiên đang ngủ, khi nghe tiếng chuông làm lễ, họ kêu nhau thức dậy đi lễ như đêm Giáng sinh. Giáo dân thấy cha xứ mình được khỏi bệnh, nay đã làm lễ được, thì mừng rỡ hân hoan, sẵn lòng mất ngủ
để dự thánh lễ của cha. Có người thức suốt đêm đọc kinh cầu nguyện trong nhà thờ cho đến giờ làm lễ. Có người quyết tâm rước lễ một tuần 9 ngày để tạ ơn Chúa đã thương nhận lời con cái cầu xin mà chữa bệnh cho cha xứ của họ. Cha Gioan đã làm lễ được, nhưng còn mệt nên chưa thể giảng. Đến ngày 10 tháng 6 thì cha bắt đầu cách nghĩa giáo lý cho trẻ con. Cha luôn bắt chước Chúa Giêsu là đấng yêu thương trẻ em cách riêng, nên cha cũng thương yêu chúng cách riêng, giảng dạy cách nghĩa giáo lý cho trẻ con trước, rồi mới giảng cho người lớn sau. Phần thứ hai, cha Gioan trốn khỏi xứ hai lần. Cha Gioan rất khiêm nhường cho mình là người hèn hạ, dốt nét, kém nhân đức, không biết hướng dẫn linh hồn người ta, không đáng làm linh mục. Cha nghĩ chức linh mục rất cao trọng, và người có chức ấy phải coi sóc giáo dân và lo cho giáo dân của mình được lên thiên đàng. Nên cha coi việc ấy rất nặng nề, thật ngại ngùng, nhất là nghĩ đến ngày Chúa phán xét, linh mục phải thưa lại với Chúa về những linh hồn mà người đã giao cho mình coi sóc, nên cha lo lắng, sợ hãi. Cha nhớ đến hạnh tích thánh Vicente de Fort, thánh Gioan La Sang và nhiều thánh khác. Trước đã làm cha xứ coi sóc con chiên, và sau xin nghỉ, xin đi làm việc khác vì thấy việc coi xứ và coi sóc giáo dân là gánh nặng mà sức mình không chịu nổi, chỉ sợ mất linh hồn mình. Vì những lý do ấy mà cha luôn luôn muốn xin nghỉ hưu, nghỉ việc coi sóc giáo dân để vào nhà dòng hay tìm nơi vắng vẻ đọc kinh cầu nguyện và ăn năn đền tội, dọn mình chết lạnh. Những năm mới coi xứ Ark, cha luôn để tâm về điều ấy. Nhưng từ năm 1826, khi dân các nơi, các nước nghe nói về cha, họ kéo nhau đến xứ Ark ngày càng đông. Cha cho mình là người yếu hèn, không thể gánh nổi việc ấy, nên chỉ muốn nghỉ, muốn bỏ xứ tìm nơi vắng vẻ đọc kinh cầu nguyện và ăn chay đền tội. Cha thường hay than thở: khi tôi còn ở nhà cha mẹ, lúc đó hạnh phúc biết chừng nào. Dù tôi phải chăn chiên, làm ruộng, nhưng vẫn có giờ nghỉ, có giờ đọc kinh, cầu nguyện, lo cho linh hồn tôi. Nhưng bây giờ, tôi phải lo cho linh hồn người khác cả đêm lẫn ngày, không còn giờ mà lo cho linh hồn tôi nữa. Vì cha nghĩ trách nhiệm ấy nặng quá, không thể gánh được, nên năm 1840, cha bỏ xứ trốn đi ban đêm, không cho một ai hay biết. Cha đi được một quãng đường, đến chỗ kia có thánh giá dựng bên đường. Ngài dừng chân một lúc và suy nghĩ: tôi bỏ xứ trốn đi, liệu có trái thánh ý Chúa không? Dù tôi vào dòng tu và làm được nhiều điều, nhưng chắc gì đã làm đẹp lòng Chúa, cho bằng tôi ở lại xứ để cứu nhiều linh hồn. Vì một linh hồn thì trọng hơn mọi việc lành phúc đức. Cha suy đi nghĩ lại điều ấy, rồi quyết định trở về xứ của mình để làm việc như trước. Năm 1843, khi cha Gioan bị bệnh nặng gần chết, nhưng Chúa đã chữa bệnh cho cha như chúng ta đã biết. Con chiên vui mừng lắm, nhưng không được lâu, vì cha khỏi bệnh được 2 năm, thì nghe tin cha có ý xin nghỉ để đi tu dòng. Chính cha nói với người ta: cha đã xin Chúa cứu chữa cho mình, để thôi việc coi sóc giáo dân, tìm nơi vắng vẻ, ăn năn đền tội và chuẩn bị cho cái chết. Thời gian đó, Đức Giám Mục thấy cha Gioan đã yếu, mà công việc của cha lại quá nhiều và nặng nhọc, nên Ngài sai một linh mục trẻ, thông thái và nhân đức đến làm phó cho cha Gioan để giúp xứ Ark. Cha Gioan thấy linh mục ấy nhân đức và có tài điều hành việc trong xứ khéo hơn mình,
nên ngài định tâm bỏ xứ trốn đi đang lúc đêm tối. Cha chỉ nói cho hai cô coi sóc viện mồ côi biết ý định ấy và buộc hai cô phải giữ kín. Nhưng chẳng may có người nghe thấy, họ đi nói cho cả làng Ark biết. Khi dân làng biết ý cha xứ, họ cử người canh gác xung quanh nhà xứ và nhà thờ. Cha Gioan đọc kinh, giảng, giải tội cho đến khuya, rồi cha về nhà xứ nghỉ như mọi ngày. Khoảng 2 giờ sáng, các người canh gác thấy cha mở cửa sau ra ngoài, thì họ đánh trống, đánh chuông nhà thờ. Lập tức cả làng thức dậy, đổ ra canh các lối. Đêm ấy trời tối lắm, nên cha Gioan và một thầy đang dạy học cho con trai ở làng Earth đi đường tách ra cánh đồng mà không ai hay biết. Hai cha con chạy một mạch 3 tiếng đồng hồ đến làng Dalili, quê của cha Gioan. Đúng lúc trời vừa sáng, cha Gioan mệt quá, hai chân đều sưng phồng lên. Nếu có phải đi lâu hơn nữa cũng không sao đi nổi. Cha dặn anh em, con cháu phải giấu kín, đừng nói cho ai biết là cha đang ở đây. Nhưng cha bỏ xứ Ark được 4 ngày thì người ta biết cha trở về quê quán và đang ở nhà người anh ruột trong làng Dalili. Cả làng Ark kéo đến Dalili kêu vang khóc lóc xin cha về. Những người tứ xứ đi 7-8 ngày đường đến làng Ark để xưng tội mà chưa kịp xưng, nay cũng đến làng Dalili xin cha giải tội cho mình. Tin cha về nghỉ ở quê đồn thổi khắp miền ấy. Những người trên tỉnh Lyon và các xứ xung quanh đấy kéo đến xưng tội rất đông, đến nỗi khó có chỗ ăn ngủ cho họ. Ở làng Earth, cha Gioan đã lo liệu có nhà hàng ăn rộng rãi lịch sự để mọi người có thể ăn uống và trú ngụ mấy ngày, mấy tháng cũng được. Nhưng ở làng Dalili không có hàng quán cho khách ăn uống và trú ngụ, nên gây ra trở ngại cho khách và làm nặng lòng cha Gioan cùng anh em của cha. Lại còn một điều trở ngại nữa là vào năm 1823, Tòa Thánh chia địa phận Lyon làm hai. Xứ Ark thuộc về địa phận mới, còn quê cha Gioan, xứ Dalili thuộc về địa phận cũ, nên cha phải viết thư xin Đức Giám Mục ở đấy cho phép cha giải tội trong địa phận của ngài, và Đức Giám Mục bằng lòng ngay. Ở Dalili, cha phải giải tội vất vả không kém gì khi cha ở xứ Ark. Thấy vậy, cha suy nghĩ, dù mình ở đâu, đi đâu, người ta cũng tìm đến mình, chứ chẳng để yên thân. Đang khi cha ở quê nhà, thì được thư Đức Giám Mục của địa phận mình. Trong thư ấy, Đức Giám Mục đưa ra hai xứ và cho cha muốn chọn xứ nào tùy ý. Nhưng cuối thư, ngài tỏ ý muốn cha Gioan về lại xứ Ark. Vì những lý do ấy, và vì con chiên luôn kêu vang khóc lóc, nên cha quyết định về lại xứ Ark. Cha còn nhọc mệt và đau chân lắm, không đi bộ được, phải mượn ngựa của anh ruột để về lại xứ Ark. Khi nghe tin cha Gioan về đến gần làng, giáo dân trong làng đánh trống, đánh chuông, bỏ nhà, bỏ việc, thuốc ra đường đi đón cha. Lúc cha vừa đến nhà xứ, tất cả con chiên của cha tụ họp lại xung quanh kêu lên. Ồ, cha về, cha về! Cha lại về với chúng con. Kẻ cười, người khóc vang dậy một góc trời. Cha Gioan xuống ngựa, vui vẻ chào hỏi tất cả mọi người, chúc lành cho họ, rồi chống gậy đi vào nhà thờ chầu Minh Thánh một lúc. Ngày hôm sau, cha lại làm việc bổn phận bình thường. Đã 8 ngày, làng Ork vắng khách và buồn tẻ, nay lại trở nên vui vẻ, sầm uất, và khách tứ phương thiên hạ kéo đến đông như trước. Phần thứ hai, cha Gioan bỏ xứ lần thứ ba.
Dù cha Gioan biết công việc mình làm có ích lợi cho người ta và làm đẹp lòng Chúa, vì cha giúp cho nhiều người có tội ăn năn trở lại, nhưng cha luôn khao khát tìm nơi vắng vẻ để đọc kinh cầu nguyện, ăn năn đền tội và dọn mình chết. Bấy giờ, thiên hạ kéo đến xứ Ạt mỗi ngày một đông hơn, mỗi một năm hơn 80-90 ngàn người, nên Đức Giám Mục phải sai thêm 5-6 linh mục đến làm phó cho cha Gioan mà giúp xứ Ạt. Cha Gioan thấy các cha ấy nhân đức lại có nhiều tài, làm được nhiều việc, nên nghĩ rằng mình không cần ở đây nữa. Năm 1853, 10 năm sau, khi cha bỏ xứ trốn về quê, nay cha lại quyết định trốn nữa, nhưng giấu không cho ai hay. Ngày 3 tháng 9 là ngày cha định bỏ đi. Cha nói với hai cô coi sóc viện mồ côi: đêm nay cha đi, lần này cha đi thật, hai cô hãy giữ kín, đừng nói cho ai hay biết nhé. Nhưng có người nghe thấy và nói cho cả làng biết, nên dân làng cắt cử người canh gác. Nửa đêm, khi cha mở cửa để trốn đi, thì gặp một cha phó và mấy thầy đang trực ở ngoài. Họ giữ cha lại không cho cha đi. Mấy thầy thưa với cha rằng: nếu cha quyết định đi, chúng con sẽ đánh trống, giật chuông cho làng nước biết. Cha đáp: các thầy muốn đánh trống giật chuông thì cứ làm, còn tôi thì quyết định đi bây giờ. Vị linh mục phó giúp cha cũng can gián: xin cha đừng đi. Nhưng cha không nghe. Bấy giờ trời tối lắm, cha phó giật cuốn sách nguyện mà cha Gioan đang kẹp ở nách để giấu đi. Cha Gioan nói: tôi còn một cuốn sách nguyện khác mà đức cha đã cho ngày trước, tôi đi lấy. Cha phó theo cha vào phòng. Trong khi cha Gioan đang tìm cuốn sách nguyện, cha phó thấy trên vách có bức chân dung của Đức Giám Mục Địa Phận mới qua đời. Ngài đưa tay chỉ bức ảnh ấy và nói: thưa cha, nếu Đức Giám Mục còn sống mà thấy việc cha làm bây giờ, chắc ngài sẽ buồn lắm. Khi Đức Giám Mục còn sống, cha vâng lời thế nào, thì bây giờ dù ngài đã qua đời, cha cũng phải vâng lời như vậy. Xin cha nhớ lại lời ngài đã bảo cha 10 năm trước, khi cha bỏ xứ về quê nhà. Cha Gioan yêu mến và luôn nhớ Đức Giám Mục khi còn sống đã thương mình, nên khi nhắc đến ngài, cha cũng xúc động một lúc, rồi cha bảo: nếu Đức Giám Mục còn sống mà thấy việc tôi làm thì không buồn đâu, vì ngài biết tôi cần phải nghỉ việc, tìm nơi vắng vẻ để ăn năn đền tội và chuẩn bị cho cái chết. Làng sớm nghe tiếng trống, tiếng chuông giật liên hồi lúc nửa đêm, chẳng biết có việc gì nên họ chạy đến nhà thờ. Có người tưởng là cháy nhà nên mang gầu, mang thúng để tạt nước. Có người nghi ngờ là cướp nên cầm súng, cầm gậy và giáo mát. Khi đến sân nhà thờ mới biết là cha Gioan định bỏ đi, nên họ cắt đặt người canh gác các cửa và các đường, rồi cả đàn ông đàn bà, già trẻ cùng với những người thập phương đều kéo vào nhà xứ. Khi họ gặp cha Gioan đang đi ra, họ vây chung quanh cha mà lạy lục kêu vang: cha ơi, xin cha ở lại với chúng con, xin cha đừng bỏ chúng con. Nhưng cha Gioan làm như không nghe thấy, cứ đi. Khi đến cổng thấy đã khóa, cha tìm cửa khác. Mọi người thấy cha cố tình bỏ đi, liền vây quanh không cho cha đi nữa. Bấy giờ, cha Gioan lấy lời hiền lành ngọt ngào như mọi khi mà nói: cha có việc rất cần phải đi, cha không ở đây với chúng con được. Mọi người thưa rằng: cha phải ở lại, chúng con không cho cha đi. Còn những người ở phương xa đang ở đấy kéo nhau đến sấp mình trước cha mà xin: thưa cha, chúng con ở xa, phải đi 20-30 ngày mới đến đây được để xưng tội với cha. Xin cha ở lại giải tội cho chúng con. Bây giờ, cha phó được dịp khuyên cha Gioan: thưa cha,
Cha đã xem hẳn các thánh nhiều rồi. Cha không nhớ thánh Martino khi gần chết. Sắp đến giờ được lên thiên đàng hưởng phần thưởng Chúa hứa ban cho những linh mục chư toàn bổn phận của mình. Thánh nhân đã than thở với Chúa: Lạy Chúa Con, nếu Con còn làm ích cho con cái Chúa, nếu Con còn cứu được linh hồn người ta, Con sẽ không quản khó nhọc, Con sẽ sẵn sàng chịu mọi sự khó, bao năm tùy thánh ý Chúa. Sao cha không bắt chước thánh ấy? Sao cha sợ khó, sợ khổ, bỏ việc nửa chừng vậy? Chắc là cha đã quên lời thánh Philippe Neri: Nếu như tôi đã bước một chân vào cửa thiên đàng mà có người xin xưng tội, thì tôi sẽ hoãn phúc thiên đàng lại để giải tội cho hối nhân đã. Bây giờ đã có nhiều người ở cách đây 20-30 ngày đường đến xưng tội với cha, sắp mình kêu nài van xin cha giải tội cho, mà cha không thương đến họ sao? Đến tòa phán xét, cha sẽ thư lại về những linh hồn ấy trước mặt Chúa Giêsu thế nào đây? Cha phó còn nói nhiều lời xúc xắn thảm thiết khác nữa, khiến mọi người hiện diện đều bật khóc. Cha Gioan lặng yên không nói gì, nhưng có vẻ cha xúc động lắm. Mọi người cứ khóc lóc kêu vang: Cha ơi, xin cha ở lại với chúng con, xin cha đừng đi. Họ thấy cha cứ lặng yên nên xúm lại nắm lấy tay cha dắt đi. Sau có người bế cha vào nhà thờ. Cha sắp mình xuống trước bàn thờ cầu nguyện một lúc lâu, rồi vào tòa giải tội cho người ta. Ngày hôm sau, cha chính địa phận và cha giải tội của cha Gioan. Khi được tin cha muốn bỏ xứ mà đi, các ngài đến xứ Arles khuyên cha ở lại, nhưng cha cứ lặng thinh không nói rõ đi hay ở. Những ngày ấy, Thiên Chúa soi trí mở lòng và an ủi cha Gioan. Cha hiểu ý Chúa, muốn mình coi xứ Arles cho đến chết, nên cha bỏ ý riêng của mình mà cúi đầu vâng theo thánh ý Chúa. Sau đó 2 năm, cha thấy dấu này thì hiểu rõ ý Chúa muốn cha phải coi xứ Arles cho đến chết, không được đi đâu. Ngày 26 tháng 1 năm 1855, con ông anh ruột đến Arles báo tin rằng cha nó ốm nặng gần chết, xin cha về thăm. Cha Gioan được tin ấy liền lên xe đi ngay. Mới đi được một quãng ngắn, cha chóng mặt, nôn mửa, phải bỏ xe mà đi bộ. Đi bộ chưa được nửa đường thì quá mệt nhọc, không thể đi được nữa, phải trở về xứ Arles. Cha coi việc ấy như là dấu chỉ Chúa không muốn cha ra khỏi xứ, nên cha không đi đâu nữa. Từ nay, cha chỉ ở nhà giải tội và làm các việc bổn phận đêm ngày cho đến chết. Vì dân chúng từ 4 phương kéo đến xứ Arles ngày càng đông hơn. Phần thứ 3. Dân chúng từ khắp nơi kéo đến xưng tội với cha Gioan trong những năm 1826 đến năm 1859. Nguyên do tại sao mọi người tìm đến xưng tội cùng cha Gioan? Chúa Giêsu là linh mục, là thầy cả thượng phẩm, là đầu và là gương mẫu của các linh mục, người ban cho các linh mục uy quyền, nhân đức và các ơn cần thiết để làm tròn bổn phận của mình. Nhưng người ban ơn không bằng nhau. Có người chỉ được những ơn cần thiết vừa đủ để làm tròn bổn phận mình. Có người được nhiều ơn cao trọng, chẳng những đủ để làm các việc bổn phận mà còn dư thừa, tùy vào lòng kính mến Chúa nhiều hay ít. Cha Gioan luôn kính mến Chúa hết dạ hết tình, chỉ khát khao cho danh Chúa được cả sáng và cứu được nhiều linh hồn cho Chúa, nên Chúa Giêsu đã ban cho cha nhiều ơn rất trọng. Khắp nơi đều vang tiếng cha Gioan, linh mục chánh xứ Arles là người nhân đức lạ lùng,
ăn chay, hãm mình, phạt xác. Cha được Chúa ban ơn riêng để khuyên bảo kẻ có tội ăn năn trở lại và yên ủi kẻ bối rối lo buồn. Cha có thần thế trước mặt Chúa, xin điều gì cũng được, chữa lành mọi chứng bệnh. Cha thương hết mọi người, nhất là những người khốn khó hèn hạ. Cha biết những điều bí ẩn trong lòng người, cũng như biết trước những sự việc sẽ xảy ra, nên mọi người luôn tìm đến cùng cha. Từ năm 1826 cho đến năm 1859 là năm cha qua đời. Người ta tìm đến với cha Gioan là để được xưng tội với cha. Chúa ban ơn riêng cho cha khuyên bảo những hối nhân, những người cứng lòng chai đá ăn năn trở lại và yên ủi kẻ lo lắng ưu phiền đến nỗi không ai. Dù khô khan tội lỗi đến đâu mà cha không khuyên được. Khi cha khuyên bảo người có tội không được, cha khóc lóc, và người có tội thấy cha khóc thì động lòng ăn năn trở lại. Người ta kéo nhau tìm đến cha Gioan cũng vì cha đã làm nhiều phép lạ chữa các bệnh tật. Có người kia rất khô khan tội lỗi, nhưng chỉ nhờ gặp cha Gioan mà tìm lại được đức tin, trở nên sốt sắng. Ông cảm mến nhân đức của cha nên đã ở lại xứ Ars lâu dài. Người đó nói: khi tôi ở xứ Ars, thấy cha Gioan chữa lành các bệnh tật, trừ quỷ, làm nhiều phép lạ, tôi chỉ không thấy cha làm cho người chết sống lại mà thôi. Nhưng Chúa ban cho cha làm sống lại phần linh hồn của con người, cho người có tội được ăn năn trở lại. Cha giảng và dạy tội, nêu gương nhân đức cho hết mọi người noi theo. Khi cha Gioan mới thụ phong linh mục và đang giúp xứ Equally, lúc đó người ta đã đồn rằng cha có ơn đặc biệt trong việc khuyên bảo hối nhân trong tòa giải tội. Do đó, dân chúng gần xa đua nhau đến xưng tội với cha. Hễ ai đã xưng tội với cha một lần, người ấy không muốn xưng tội với ai khác. Vì vậy, khi cha về làm chánh xứ Ars, thì những giáo dân cũ xứ Equally vẫn đi bộ 2-3 tiếng đồng hồ để được xưng tội với cha. Họ kéo nhau đi từng nhóm, nhóm 30-40 người. Nhất là từ khi cha khuyên bảo và làm cho giáo dân xứ Ars đã trở nên sốt sắng rồi, cha cũng đi giảng và giúp các linh mục ở các xứ lân cận để làm cho nhiều người tội lỗi ăn năn trở lại, nên nhiều người mến phục nhân đức của cha và thường kéo đến xứ Ars xưng tội. Danh tiếng cha không chỉ vang dội trong miệng ấy, nhưng trong cả nước Pháp, cả châu Âu và cả châu Mỹ nữa. Đủ mọi hạng người tìm đến với cha, cho đến khi cha qua đời, không chỉ những người ngoan đạo xuất sắc mà cả những người tội lỗi khô khan, không chỉ những người nghèo hèn hạ mà cả người giàu có sang trọng, không chỉ những kẻ dốt nát ngu muội mà cả những người trí thức khoa bảng, không chỉ dân thường mà cả những quan lớn có chức phận ngoài xã hội, không chỉ những giáo dân mà cả những chức bậc trong đạo, các giám mục và các bề trên dòng đã đích thân đến xứ Ọt để gặp và nghe cha Gioan giảng. Những linh mục coi xứ đưa con chiên của mình đến xứ Ọt như cha mẹ đưa con cái đến để xưng tội với cha Gioan. Xin cha chúc lành và cầu nguyện cho mình. Ai đến xứ Ọt bất cứ ngày nào cũng thấy đủ mọi loại người, mọi dân tộc, mọi ngôn ngữ với cách ăn mặc khác nhau. Họ tụ tập đầy trong nhà thờ. Có nhiều người bên kia đại dương phải vượt biển hàng tháng trời mới đến được đây, phải mất nhiều tiền của cùng khổ cực để được xem thấy cha Gioan, nghe lời cha giảng, cha khuyên bảo và được xưng tội với cha. Từ thời thánh Bernardo đến nay, chưa thấy ai làm thiên hạ náo nức biến đổi cho bằng cha xứ Ars. Khi những người ở các phương xa mới kéo đến xứ Ars, làng ấy còn bé nhỏ và nghèo lắm,
nhà cửa chật chội, siêu vẹo. Những cửa tiệm ăn uống đơn sơ đạm bạc, chẳng có món gì cao lương mỹ vị. Những người giàu sang phú quý, vốn quen ở nhà cao cửa rộng, ăn của ngon vật lạ, cũng đành phải nhịn đói, nhịn khát, ở nhà chật hẹp, chờ trực lẫn lộn với người nghèo, tới 4-5 ngày mới được xưng tội rước lễ với cha Gioan, và nghe lời cha giảng giải, yên ủi. Tuy vậy, không ai phàn nàn kêu ca, nhưng họ bằng lòng vui vẻ. Chẳng những không nông nóng muốn về, mà lại cho là hạnh phúc khi được ở xứ ở, nên ở lại ngày nào họ vui thích ngày ấy. Có một người quyền quý đã đến xứ Ọt 3-4 lần. Ông nói, xứ Ọt là thiên đàng dưới thế. Ở trần gian không có nơi nào được bằng yên vui vẻ cho bằng xứ Ọt. Trước khi đến xứ Ọt, tôi đã thấy nhiều người khen xứ Ọt, và họ cho rằng những ai đến làng ấy và được dự lễ với cha Gioan, nghe ngài giảng giải khuyên bảo, đó là người có phúc. Nhưng người ta khen thế chưa đủ, chưa xứng, vì chỉ có ai đã đến nơi, đã ở xứ Ọt mấy ngày mới hiểu hết xứ Ọt mà thôi. Tôi đã đến xứ Ọt 3-4 lần, nhưng vẫn ước ao ở đấy luôn mãi. Nhiều người đến xứ Ọt phải ở lại 4-5 ngày để được xưng tội với cha Gioan rồi mới chịu lễ. Người ở từ 15-20 ngày cấm phòng riêng, xưng tội chung. Có người tìm thấy bình an vui sướng nên ở 1-2 tháng. Có người bỏ quê quán đến mua đất làm nhà ở luôn tại xứ Ox. Làng ấy ban đầu nghèo khổ, nhỏ bé, nhưng sau này trở thành giàu có và sầm uất. Có nhiều nhà xây lầu, có quán cơm sạch sẽ lịch sự, có phố xá, cửa hàng bán đồ như tỉnh thành. Mỗi một ngày có khoảng 40 cỗ xe tứ mã chở khách đến xứ Ox. Xưa thánh Philip Neri rất xin giải tội cho người ta. Ngài hiểu bí tích giải tội đem lại nhiều ân ích cho con người, nên luôn cầu xin Chúa thúc giục người ta đi xưng tội. Thiên Chúa đã ban cho cha Gioan ơn mà thánh Philip Neri ước ao và cầu xin. Từ đầu năm cho đến cuối năm, ngày nào cũng có 300-400 người ngồi trong nhà thờ chờ xưng tội. Không những là cha Gioan không bao giờ giải tội hết người, mà cha càng giải tội nhiều người thì càng nhiều người đến xưng tội. Nhóm này xưng tội chưa xong, nhóm khác đã kế tiếp ngay, không bao giờ hết người xưng tội. Cha Gioan cũng chẳng kịp nghỉ, không kịp thở. Cha đi vắng ngày nào thì thiệt hại cho nhiều người, và Đức Giám Mục biết việc cha đang làm rất có ích cho linh hồn người ta. Nên có một năm, cha Gioan đến cấm phòng chung cả địa phận cùng với các cha khác, thì Đức Giám Mục miễn cho cha khỏi cấm phòng chung và bảo, việc cấm phòng không cần cho cha, nhưng cha ở nhà dạy tội thì rất cần cho giáo dân.
con nguyện cầu từ hương sáng tinh dương, con nguyện cầu nhập nhằn với ân thương, con nguyện cầu dù gian khó lao công vẫn luôn gậy chờ. Con nguyện cầu cùng ngài Đức Kitô, con nguyện cầu nhờ ngài Đức Kitô, con nguyện cầu vì ngài Đức Kitô Chúa con tôn thờ. Niềm tin nơi ngài suốt đời, niềm tin nơi Chúa mà thôi, niềm tin dẫn đường cuộc đời, niềm tin nơi Chúa nào vơi, niềm tin nơi ngài nắng hồng, niềm tin nơi ngài hết lòng, niềm tin trao ngài tình đồng, niềm tin Chúa muôn cậy trông. Con nguyện cầu từ hương sáng tinh dương, con nguyện cầu nhập nhằn với ân thương, con nguyện cầu dù gian khó lao công vẫn luôn cậy chờ. Con nguyện cầu cùng ngài Đức Kitô, con nguyện cầu nhờ ngài Đức Kitô, con nguyện cầu vì ngài Đức Kitô Chúa con tôn thờ. Con tôn thờ.